Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn ta vốn tưởng rằng chiến thần sẽ có diệu kế gì, nhưng không ngờ cô ta lại nghĩ ra chủ ý ngu xuẩn như vậy. Đối mặt với nỗ lực của nữ thần băng tuyết, thần Thái Dương nói ra lời vô cùng mỉm mai. Cứ đà này, không bao lâu nữa, quân đoàn quý thủy của chiến thần sẽ cạn kiệt thần lực, lúc đó đại quân của chúng ta sẽ ngay lập tức phát động tập kích. Thần Quang Minh đáp, chiến thần có ưu thế đoán trước tiên cơ, theo lẽ thường, chiến thần không nên hành động như vậy. Nữ thần tự nhiên cau mày nói. Bản thân Bình Nguyên Thiểm Quang là một kết giới tự nhiên bảo vệ Quang Minh Thánh Thành, là một nơi chết chóc. Trừ khi Mộ Dung Nguyên rủi tìm ra cách khác, nếu không cô ta sẽ không thể làm gì được." Thần Thái Dương nói, "Trong trường hợp đó, tại sao chiến thần còn không tránh khỏi Bình Nguyên Thiểm Quang?" Nữ thần tự nhiên hỏi ngược lại, bởi vì Bình Nguyên Thiểm Quang có thể trực tiếp dẫn tới Quang Minh Thánh Thành, chiến thần vốn muốn đi đường tắt, đáng tiếc đã tính toán sai lầm." Thần Thái Dương đáp, "Trong trận ở Bình Nguyên Thiểm Quang, Liên Minh Kiếm Thần đã triển khai hàng ngàn vạn quân lực, dẫn đầu bởi ba vị chủ thần, Thần Thái Dương, Thần Quang Minh và nữ thần tự nhiên làm chủ soái. Vào lúc đó, ba vị chủ thần quyết định để lại 200 vạn đại quân ở Quang Minh Thánh Thành để thủ thành, 800 vạn quân còn lại được chia thành hai nhóm và xuất quân đến hai bên đường vòng của Bình Nguyên Tiềm Quang. Chỉ đợi khi quân đoàn quý thủy của Chiến Thần Cạn Kiệt thần lực sẽ phát động một cuộc vây công đại quân chiến thần. Dưới chướng Mộ Dung Nguyên Duệ có dũng sĩ năm tộc, dưới chướng của ba vị chủ thần này quân lực lại còn mạnh mẽ hơn vậy. Đối mặt mới chiến lực đỉnh cao của đại quân chiến thần, ba vị chủ thần cũng đã an bài phương án. Thần Thái Dương đối đầu với nữ thần băng tuyết, thần Quang Minh đối đầu với nữ thần phục thù, nữ thần tự nhiên sử dụng sức mạnh tự nhiên để tìm cách kiềm chế Mộ Dung Nguyên Duệ. Về phần uy lực hỗn độn thần nhãn của Mộ Dung Nguyên Duệ, không nằm trong phạm vi cân nhắc của ba vị chủ thần. Hỗn độn thần quang là con át chủ bài mạnh nhất của Mộ Dung Nguyên Duệ, nhất định sẽ không dễ dàng sử dụng đến, nếu không, cô sẽ không thể nào chống lại thiên ngoại thần kiếm của Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương mặc dù xa tận tàng kiếm cốc, nhưng thần kiếm miểu miểu cách ngàn dặm, một khi Mộ Dung Nguyên Duệ lộ ra sơ hở, ông ta lúc nào cũng có thể chém một chiêu kiếm tất sát. Ở phía bắc của Bình Nguyên Thiểm Quang, nữ thần băng tuyết vẫn đang công dã tràng tạo những trận bão tuyết. Khi thần lực của quân đoàn Quý Thủy bị tiêu hao dần, sức mạnh của trận bão tuyết ngày càng yếu đi. Cuối cùng, gió và tuyết tràn ngập trở nên phân tán giải rác, chưa kịp rơi xuống đất đã tan chảy ngay trên không trung. Nhận thấy thần lực của quân đoàn quý thủy đã cạn kiệt, ba vị chủ thần quyết định phát động cuộc tấn công. Nữ thần tự nhiên tỏa trấn Thái Dương Thánh Thành, thần Thái Dương và thần Quang Minh bổn tôn tham chiến, mỗi người dẫn đầu đại quân 400 vạn tấn công vào đại quân của chiến thần từ cả hai phía của Bình Nguyên Thiểm Quang. Ngay khi 800 vạn đại quân cuồn cuộn sát khí chuẩn bị tiếp cận đội hình của quân đoàn chiến thần, họ phát hiện ra quân đoàn của chiến thần đột nhiên biến mất, chỉ để lại lối vào của một lối đi ngầm dưới mặt đất. Thấy vậy, thần Thái Dương và thần Quang Minh bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời trầm xuống. Cùng lúc đó, những tiếng thét giết chóc kinh thiên động địa phát ra từ hướng của Thái Dương Thánh Thành. Chiến thần Mộ Dung Nguyên rượi tay cầm thanh kiếm u huỳnh, thân mặc chiến khải trúc chiếu, hô to, nữ thần tự nhiên, là sống hay là chết? chỉ dựa vào một khắc suy nghĩ của ngươi. chương 1169, một chiêu phản kích một. Khi mộ dung nguyên duệ đem theo quân chủ lực đi từ bên dưới, đột ngột xuất hiện tại quang minh thánh thành, nữ thần tự nhiên ngay lập tức biết rằng tình thế đã chắc như đinh đóng cột. Đạo chiến thần, binh bất yếm trá sao? Sao việc quân không ngại dối trá? Mộ dung nguyên duệ giả vờ làm tổn hại đến chiến lực quân đoàn quý thủy, nhưng lại bí mật điều động quân mậu thổ để đào địa đạo. Bổn tôn lại lập trận pháp ngũ hành cấm kỵ để làm vỏ bọc che mắt. Đợi sau khi thần Thái Dương và thần Quang Minh rơi vào bẫy và rời đi, cô dẫn năm quân chiến thần đột kích Quang Minh Thánh Thành. Đại quân của chiến thần chỉ có 600 vạn người, liên minh kiếm thần thủ thành cũng lên đến 200 vạn người. Nếu nữ thần tự nhiên ngoan cố chống cự, kiên trì đến khi thần Thái Dương và thần Quang Minh quay lại giúp đỡ cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, mộ dung nguyên duệ không cho nữ thần tự nhiên cơ hội phản ứng lại. Ngay khi đại quân xuất hiện, cô đã bay thẳng lên không trung, dùng thần niệm khóa chặt vị trí của nữ thần tự nhiên. Kiếm u huỳnh, giáp trúc chiếu, ngũ hành hạo kỳ, tứ đại phân thần, uy lực của chiến thần mạnh mẽ đến mức nào? Chưa kể, sau khi khóa chặt khí tức của nữ thần tự nhiên, Mộ Dung Nguyên Duệ trực tiếp sử dụng Hỗn Độn Thần Nhãn. Thần quang mờ nhạt, chứa đựng mà không bộc phát ra. Nữ thần tự nhiên là tướng thủ thành, nếu không có mệnh lệnh của bà ta, 200 vạn đại quân thủ thành sẽ không dám phát động tấn công. Đối mặt với uy lực của chiến thần nữ thần tự nhiên bị bao vây bởi sự sợ hãi vô tận và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bỏ thành đầu hàng chẳng khác nào đắc tội với kiếm thần nhưng nếu ngoan cố chống cự ai biết được liệu chiến thần có dùng hỗn độn thần nhãn để xuống tay với bà ta hay không thú thân của vũ cương cũng không chịu nổi một chiêu nếu bị hỗn độn thần quang soi dọi khó thoát khỏi kiếp nạn thần hồn tận diệt một thân chết dục khi nữ thần tự nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bên tai truyền đến giọng của thần Thái Dương dùng thần niệm truyền âm, hỗn độn thần quang của chiến thần không thể dễ dàng xuất chiêu. Nữ thần tự nhiên đừng hoảng sợ trước nó và từ bỏ kháng cự. Thần quang minh và ta sẽ nhanh chóng quay lại để giúp đỡ. Thần niệm truyền âm của thần Thái Dương đã cho nữ thần tự nhiên tìm thấy chỗ dựa cho mình, cũng khiến bà có thêm dũng khí để đối mặt với chiến thần. Hỗn độn thần quang của chiến thần bệ hạ lãng phí trên người ta có phải là hơi không lý trí không? Sao nào, người muốn thử? Mộ Dung Nguyên Duệ nhướng mày hỏi, thử thì thử, có bổn thần ở đây, đại quân của chiến thần đừng hòng có thể công hạ Thái Dương Thánh Thành. Sứt lời, nữ thần tự nhiên biến hóa đủ dị tượng thiên nhiên. Bầu trời phía trên Thái Dương Thánh Thành lập tức nổi lên gió bão, ánh sét đan sen, sấm đánh cuồn cuộn. Ánh sáng, mây, sương mù, gió bão, mưa, sương giá, lưu hỏa, đủ các loại hiện tượng thiên biến vạn hóa. Chiến lực của nữ thần tự nhiên không mạnh lắm, nhưng lại thắng thế ở pháp tượng thiên biến vạn hóa, cách thức tấn công cũng thay đổi muôn vẻ. Hơn nữa, bồn tôn của bà ta có thể ẩn giấu trong vạn tượng thiên nhiên bất kỳ thời điểm nào, thần vực không bị phá giải thì bổn tôn không chết đi. Sau khi biến hóa thành vạn tượng thiên nhiên, nữ thần thiên nhiên biến mất dạng. Khi thì hóa thành lôi điều đuổi theo tia sét, khi lại biến thành vũ yến bay nhanh trong cơn mưa lớn, lúc lại biến thành hỏa loan trao lượn trong dòng lưu hỏa, đôi khi hóa thành tản tuyết điều bay vòng trong trận tuyết nữ thần tự nhiên có thể hóa thành các loại thần điều là vì trong người bà ta đang chảy huyết mạch của thủy tổ điều đầu tiên của thái cổ thần giới. Mặc dù Nguyên Phượng là thần điều đầu tiên của vũ trụ, nhưng thần thông của Nguyên Phượng chủ yếu đến từ bảy tia sáng thuần khiết, chỉ có thể làm đế vương trong các loài chim. Nhưng thủy tổ điều thì khác, thủy tổ điều là tổ sư của tất cả các loài thần điều tinh quái. Chính thủy tổ điều đã giúp các loài chim mở ra linh thức và tạo cơ hội cho những loài chim bình thường có được cơ duyên tu hành. Thấy được thần vực được nữ thần tự nhiên mở ra, Cùng quyết tâm giữ lấy Thái Dương Thánh Thành, vẻ mặt của Mộ Dung Nguyên duệ trở nên đanh lại. Thái Dương Thánh Thành vốn đã được canh gác nghiêm ngặt, trong thành được bố trí một số trận pháp lớn, Tế đàn Hỏa Diễm, Thần Điện Quang Minh. Mặc dù chỉ có 200 vạn người thủ thành, nhưng với sự chúc phúc từ sức mạnh của pháp trận, tế đàn và thần điện, đại quân chiến thần phải trả giá đắt nếu muốn đánh hạ Thái Dương Thánh Thành. Vấn đề quan trọng nhất là thời gian, bởi vì thần Thái Dương và thần Quang Minh đang chạy đua với thời gian để trở về Thái Dương Thánh Thành nữ thần tự nhiên, hy vọng ngươi sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Mộ Dung Nguyên Duệ lạnh lùng nói, chiến thần, ngươi quá kiêu ngạo rồi, muốn giết ta, trước tiên phải phá vỡ thần vực vạn tượng của ta trước đã. Nữ thần tự nhiên dùng thần niệm đáp lại, ha ha, ta muốn giết ngươi, thì cũng rất chi là dễ dàng. Nói xong, Mộ Dung Nguyên Duệ rút hạo kỳ ất mộc ra. Hạo kỳ ất mộc sau khi được sửa chữa và tinh chế lại, càng mạnh mẽ hơn trước, bay phần phật trong gió, mang theo lượng khí ất mộc hùng vĩ và vô tận, bay về hướng đông. Sau khi tế xuất hạo khí ất mộc, mộ dung nguyên duệ lần lượt tế xuất ba hạo kỳ khác là canh kim, ly hỏa và quý thủy, để giữ chặt bốn cực thần vực vạn tượng của nữ thần tự nhiên, cuối cùng cắm thẳng hạo kỳ mậu thổ vào giữa thần vực vạn tượng của nữ thần tự nhiên. Trường 1170, một chiêu phản kích 2. Khi hạo kỳ mậu thổ rơi ầm xuống, vạn tượng tự nhiên mà nữ thần tự nhiên hóa thành đều tiêu tan ngay lập tức, phía trên bầu trời của Thái Dương Thánh Thành lập tức trong xanh trở lại. Nữ thần tự nhiên lần nữa xuất hiện, trông đặc biệt thê thảm. Thần vực bị phá vỡ, khí thức của bà lại một lần nữa bị mộ dung nguyên duệ khóa chặt. Bà ngàn vạn lần chưa bao giờ nghĩ tới, thần vực vạn tượng mà bà lấy làm tự hào nhất lại bị mộ dung nguyên duệ phá vỡ dễ dàng như vậy. Vẻ mặt có chút nghi hoặc, nhịn không được hỏi tại làm sao. Vạn vật trong thiên hạ đều xuất phát từ ngũ hành, mộ dung nguyên duệ hừ lạnh đáp. Sau một lúc im lặng, Nữ thần tự nhiên hỏi, có thể cho ta thêm một cơ hội nữa không? Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng trước hết ngươi phải chứng minh thành ý của mình. Được, nữ thần tự nhiên gật đầu, lơ lửng trên không và ra quân lệnh cho quân đội phía dưới, sĩ binh quân đội tự nhiên từ bỏ sự kháng cự và ra khỏi thành để tập hợp với quân đội của chiến thần. Ngay khi quân lệnh được ban ra, hơn 100 vạn đại quân thuộc về nữ thần tự nhiên đã nhanh chóng đổi phe, bỏ tư thái tấn công và gia nhập trận doanh của chiến thần. Lực lượng chính của quân thủ thành là sĩ binh trụ cột của nữ thần tự nhiên, sau khi nữ thần tự nhiên quay ngược mũi giáo, thì quân thủ thành còn lại chưa đến 30 vạn người. Thái Dương Thánh Thành phát ra tiếng kêu thống thiết, nhưng nữ thần tự nhiên không quan tâm. Nếu như ngươi chỉ có nhiều đây thành ý, e là không đủ. Mộ Dung Nguyên Duệ mặt không biểu cảm nói, tất nhiên không chỉ như thế. Sau khi nói xong, nữ thần tự nhiên một lần nữa triệu hồi thần vực vạn tượng, sức mạnh của vạn tượng một lần nữa xuất hiện trên bầu trời Thái Dương Thánh Thành. Tuy nhiên, lần này, mục tiêu của nữ thần tự nhiên lại là thần tộc Thái Dương bên trong Thái Dương Thánh Thành. Trước khi đại chiến bắt đầu, những thần tộc bình thường trong thành đã sơ tán, những người còn lại trong thành đều là quân đồn trú của thần tộc Thái Dương, tế tư trong thần điện, thần sứ. Sau khi nhận ra rằng nữ thần tự nhiên thực sự có ý định giết người, pháp trận cỡ lớn ở Thái Dương Thánh Thành bắt đầu nhắm vào bà liên tục suốt chiêu tấn công. Tuy nhiên, nữ thần tự nhiên thiên biến vạn hóa, sĩ binh bình thường không thể khóa được thân ảnh của bà ấy mà sức mạnh tấn công của pháp trận cỡ lớn trong thời gian ngắn không thể phá được thần vực vạn tượng của bà. Sự hủy diệt sắp xảy ra, âm thanh giận dữ của thần Thái Dương từ xa truyền đến, nữ thần tự nhiên, người ắt phải trả giá đắt cho sự hai mặt của mình. Nữ thần tự nhiên không trả lời, bà dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn mộ dung nguyên duệ, lớn tiếng nói cùng sống chết với chiến thần. Ngay khi vừa dứt lời, sức mạnh hủy diệt vô tận từ trên trời chút xuống Thái Dương Thánh Thành. Cơn thịnh nộ của tự nhiên, cả đất trời đều đang than khóc trong phút chốc không biết bao nhiêu vệ binh của thần tộc thái dương đã chết từ cuộc xâm chiếm thành thái dương của chiến thần đến cuộc trở mặt của nữ thần tự nhiên tàn phá thái dương thánh thành tất cả những điều này đều được hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn mặc dù thần thái dương và thần quang minh có thể dựa vào sức mạnh của các thần linh cấp cao mà lập tức trở về nhưng mộ dung nguyên duệ sớm đã có sắp xếp có mục tiêu họ không dám rời khỏi đội hình vì vậy họ cũng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn thái dương thánh thành bị nữ thần tự nhiên phá hủy làm tốt lắm ngươi thành công chiếm được lòng tin của ta mộ dung nguyên duệ tán thường nói cảm ơn sự khoan dung của chiến thần bệ hạ hy vọng chiến thần bệ hạ sẽ không vì sự trở mặt của tôi mà mất đi tín nhiệm binh vô thường thế nước vô thường hình kẻ thức thời là trang tuấn kiệt huống chi bây giờ ngươi không còn lựa chọn nào khác đúng vậy kiếm các sẽ không buông tha cho tôi đến lúc đó mong chiến thần bệ hạ sẽ bảo vệ cho thần tộc tự nhiên chúng tôi gia nhập liên minh chiến thần thần tộc tự nhiên và tộc chiến thần đều được hưởng sự bảo vệ như nhau Thế tấn công và phòng thủ đã bị đảo ngược, đợi khi Thần Thái Dương và Thần Quang Minh mỗi người dẫn 400 vạn quân về đến Thái Dương Thánh Thành, bên phòng thủ đã được thay bằng liên minh của Chiến Thần. Hấp thụ binh mã của nữ thần tự nhiên, liên minh chiến thần không những thoát khỏi vòng vây kìm kẹp mà còn được bổ sung thêm 170 vạn quân. Sắc mặt Thần Thái Dương u ám bất định, muốn lập tức đánh trận phục thù, nhưng sau nhiều trắc trở, sĩ khí đại quân đội xuống thấp, tinh thần chiến đấu mất hết. Nhưng nếu bọn họ rút lui ngay bây giờ, sẽ càng đả kích đến tinh thần của đại quân hơn, và lại họ sẽ trở thành trò cười cho các vị thần khác. Nghĩ đi nghĩ lại, thần Thái Dương bay lên không trung, phát ra yêu cầu mộ dung nguyên duệ đánh trận quyết chiến. Chiến thần, người có dám đánh trận sinh tử với ta? Thái Dương thần dùng thần niệm lên tiếng, âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng. Ngươi chắc chứ, mộ dung nguyên duệ cao mày hỏi, có gì phải sợ, được, ta nhận lời ngươi. Thần Thái Dương dám một mình khiêu chiến mộ dung nguyên duệ vôn không phải vì tức giận nhất thời tin tức Thái Dương Thánh Thành sụp đổ đã truyền đến kiếm các, đại trưởng lão của tộc kiếm thần cũng đã dẫn người đến chi viện. Chỉ cần bọn họ có thể khống chế mộ dung nguyên duệ, chờ đến lúc viện quân đến, bọn họ hoàn toàn có thể quét sạch quân đoàn của chiến thần bên trong Thái Dương Thánh Thành. Thân là vị thần cấp cao mạnh mẽ nhất sống lại từ thái cổ thần giới, thần Thái Dương tự tin rằng mình có thể bất bại trong trận hình tiên thiên ngũ hành của mộ dung nguyên duệ. Huống chi, ông ta còn có con át chủ bài chưa lộ diệt, trong tình huống mộ dung nguyên duệ không sử dụng hỗn độn thần nhãn, chưa chắc sẽ không có cơ hội trọng thương chiến thần. chương 1171, Giải phóng thần uy 1 Mộ dung nguyên duệ và thần Thái Dương quyết đấu ở nơi cao trên bầu trời, liên minh kiếm thần và liên minh chiến thần đối đầu nhau ở dưới mặt đất, dương cung bạt kiếm. Thần Thái Dương muốn câu giờ, trong lòng mộ dung nguyên duệ biết rất rõ, sở dĩ cô không cử tuyệt lời thách đấu của thần Thái Dương là vì cô ấy cần lợi dụng trận chiến này để lần nữa tăng cường khí thế cho đại quân của mình. Điều khiến chư thần ngạc nhiên là, trong trận quyết chiến này, Mộ Dung Nguyên Duệ không hề có ý định giành chiến thắng bằng trận pháp, cả tứ đại phân thần cũng bị cô triệu hồi lại vào cơ thể. Thấy vậy, Thần Thái Dương trong lòng vui mừng, bản thân chiến thần cũng không mạnh, chỉ có trận Tiên Thiên Ngũ Hành của chiến thần mới có thể kiềm chế được thần linh. Hỗn Độn Thần Nhãn không thể dễ dàng sử dụng, cô cũng không có ý định sử dụng trận pháp, điều này khiến Thần Thái Dương có thêm chút tự tin. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Thần Thái Dương khi đối mặt với Mộ Dung Nguyên Duệ thân mặc chiến giáp trúc chiếu, Tay cầm thanh kiếm u huỳnh vẫn cảm thấy đầy dẫy áp lực. Tên của người, bóng của cây, trong lịch sử lâu dài và vô tận của thái cổ thần giới, thái cổ chiến thần từ lâu đã là chúa tể tối cao của vùng đất này. Quả thật thái cổ Lôi thần được tôn là cha của chúng thần, nhưng ông ta chỉ cai trị thần giới trong một thời gian ngắn, sau ba đời Lôi thần, thần giới đã thay đổi chủ nhân, từ đó trở đi, thần giới luôn do chiến thần cai trị. Đời đến khi kiếm thần ra đời, tộc kiếm thần trỗi dậy, có sức mạnh để tranh bá với chiến thần thì thần giới đã đến lúc minh đón tai họa diệt thế cho đến khi thần giới bị hủy diệt thái cổ kiếm thần vẫn chưa thể ngồi trên ngai vàng thái cổ thần vương thần thái dương thân hình cao lớn uy nghiêm và đồ sộ là mỹ nam hiếm có trong thần giới khiến không ít nữ thần ái mộ thân mặc chiến giáp thất diệu hoàng kim liệt diễm tay cầm ngọn thương nhật trích toàn thân hừng ngực lửa đỏ và thần quang chiến ý xuất hiện một đôi cánh liệt diễm hoàng kim xòe ra từ phía sau chiến giáp thất diệu hoàng kim liệt diễm khiến thần Thái Dương càng thêm trói mắt, lộ rõ uy nghi của một đời đế vương. So với sự tinh tế và trầm ổn của thần Quang Minh, sự lạnh lùng và u ám của nữ thần Phục Thù, bản chất xảo quyệt và hay thay đổi của nữ thần tự nhiên, cũng như sự thờ ơ và tàn nhẫn của nữ thần Băng Tuyết, thần Thái Dương lại rất mạnh mẽ. Chắc Việt với sự hòa quyện hoàn hảo giữa nhân tính và thần tính. Trên thực tế, nếu không có sự quay về thái cổ chiến thần và kiếm thần, vị trí thái cổ thần vương ắt sẽ thuộc về ông ta. Trong lần phân chia lực lượng trước đây, Tuy thần quang minh và thần thái dương thuộc về hai trận doanh khác nhau nhưng đây chỉ là vẻ ngoài dùng để gây nhầm lẫn cho chúng thần. Đợi khi cuộc chiến giữa các thần vương bước vào giai đoạn quyết định, thần quang minh sẽ từ bỏ tranh đoạt, thay vào đó ủng hộ sự lên ngôi của thần thái dương. Bằng cách này, bất kể vương triều ám hắc chi nguyệt, liên minh băng tuyết hay liên quân của mục thần và lạp thần cũng đều không phải là đối thủ của thần thái dương và thần quang minh. Thật không may, tất cả những kế hoạch này đều tan tành cùng với sự trở lại của thái cổ chiến thần một trận chiến đã tiêu diệt đại quân ngàn vạn thần thú, hỗn độn thần quang quét đến thú thân của Vũ Cương tan thành mây khói, giết chết mục thần mục giã, diệt cả tàn hồn lạp thần thác bạc liệt đang trốn thoát. Sau trận chiến này, Mộ Dung Nguyên Duệ đã sử dụng nắm đấm sắt của mình để chiêu mộ đại quân của nữ thần băng tuyết, sau đó thuyết phục nữ thần phục thù gia nhập liên minh chiến thần, bằng các thủ đoạn khác nhau, đã che đi sự sắc sảo của thần Thái Dương. Nếu không phải Thái Cổ Kiếm Thần đột ngột trở về, ngai vàng Thái Cổ Thần Vương không ai khác ngoài Mộ Dung Nguyên Duệ nữa. Ngay cả khi kiếm thần trở lại mạnh mẽ, thì chiến thần vẫn thể hiện sự tự tin vốn có. Lần này chủ động tấn công Thái Dương Thánh Thành, không tốn một binh một tốt, xúi dục nữ thần tự nhiên biến Thái Dương Thánh Thành thành đống đổ nát, chân áp sĩ khí của 800 vạn đại quân của kiếm thần về lại con số không, mất hết ý chí chiến đấu. Hơn nữa còn át chế cả ánh hào quang của thần Thái Dương, gương mặt già nua của thần Quang Minh trở nên đờ đẫn, ảm đạm. Thách thức mộ dung nguyên duệ là cách tốt nhất để thần Thái Dương lấy lại thể diện, bất bại có nghĩa là thắng lợi, bởi vì kiếm các đã huy động 500 vạn quân hổ sói tinh nhuệ, đang chạy đua với thời gian để đến được Thái Dương Thánh Thành. Đại quân dù đến chậm, nhưng các thần linh cấp cao và chiến tướng tinh nhuệ của tộc kiếm thần cũng không hề chậm, một khi đến nơi, họ có thể nâng cao sĩ khí của đại quân kiếm thần, định ra chiến cục. Nói tóm lại, cuộc đọ sức giữa thần Thái Dương và mộ dung nguyên duệ là rất quan trọng. Chỉ cần thần Thái Dương bất bại đã là chiến thắng, nhưng mộ dung nguyên duệ chỉ có một cách phá vỡ cục diện đó là giết chết thần Thái Dương, dùng sĩ khí để đè bẹp 800 vạn đại quân dưới trướng của thần Thái Dương và thần Quang Minh. Trong trường hợp này, cho dù viện quân của kiếm các đến nơi, mộ dung nguyên Duệ cũng có thể bình tĩnh chuẩn bị trận hình để đối phó. Trừ khi Lữ Thuần Dương đích thân ra trận, dùng vô thượng kiếm khí đổ sát đại quân chiến thần. Nghĩ đến đây, mộ dung nguyên Duệ thật sự có ý định giết thần Thái Dương. Khi sát ý không ngừng tăng lên, ngọn lửa vàng kim trong mắt thần Thái Dương bắt đầu bùng cháy điên cuồng, thương nhật trích trong tay cũng bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt. Thần Thái Dương trong hình thái chiến đấu cao hơn 30 trượng, thương nhật trích cũng dài hơn 20 trượng, mũi thương to như hành tinh. Thái Dương liệt diếm có 7 màu, vì vậy, ngọn lửa trên cây thương nhật trích cũng thay đổi 7 lần liên tiếp, cuối cùng biến thành ngọn lửa tinh hoa màu trắng thuần, dung hòa vào trong ngọn thương. Lúc này, thương nhật trích đã thực sự thức tỉnh, mỗi một đòn tung ra đều có thể đốt cháy vạn vật. Đây là bí mật của thương nhật trích và là một trong những con bài ẩn của thần Thái Dương khi thần thái dương thi triển phép thuật đánh thức sức mạnh của thương nhật trích mộ dung nguyên duệ không hề có bất kỳ hành động nào nhìn thần thái dương một cách thờ ơ và bình tĩnh thương nhật chính mạnh hơn cô nghĩ nhưng cô vẫn có tự tin đối phó với nó chương 1172, giải phóng thần uy Khai còn thủ đoạn gì nữa cứ bày cả ra đi nếu không ta sợ ngươi sẽ không có cơ hội nữa mộ dung nguyên duệ nói chiến thần ngươi sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình kiêu ngạo ắt sẽ bại ta chưa bao giờ kiêu ngạo. Mộ Dung Nguyên Duệ lớn tiếng đáp, thân là chiến thần, cô đương nhiên biết, tấn công tâm thức là điều quan trọng nhất. Một câu ngắn gọn đã khiến thần Thái Dương do dự không thôi, dứt khoát bày hết tất cả thủ đoạn thần thông, từ đôi cánh liệt diễm trên lưng phóng ra 12 con kim ô. Kim ô hay còn gọi là thần điều Thái Dương, đế tuần là kim ô đầu tiên đắc đạo trên nhân gian, nhưng những kim ô ở thái cổ thần giới đều già cỗi hơn nó rất nhiều. Trên thực tế, huyết mạch kim ô ở nhân gian vốn có nguồn gốc từ thái cổ thần giới. Khi thiên đạo diệt thế, mọi loài đều để lại huyết mạch và để chúng tự sinh tự diệt. Con kim ô cuối cùng này đã đi theo thiên đạo và đến với nhân gian, trải qua vô số ngàn năm sau đó, nó đã mở ra linh thức và dần dần tiến hóa thành một thế hệ yêu đế đế tuấn. Mỗi con trong số 12 con kim ô đều có chiến lực của một vị thần cấp thấp. Đây không phải là điểm đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là kim ô có thể tự hủy, ánh sáng hủy diệt bạo phát có thể trực tiếp làm tổn thương thần hồn. Nếu như pháp trận ngũ hành của mộ dung nguyên rợi còn ở đó, có thể ngăn chặn sự bạo phát của kim ô, nhưng hiện tại cô chỉ có thể chống cự bằng chính bổn tôn. Không có tứ đại phân thần, mối đe dọa đối với bổn tôn có thể lường trước được. Tuy nhiên, điều khiến thần Thái Dương vô cùng chăn trở là, bất chấp mọi thủ đoạn của ông ta, trên khuôn mặt chiến thần không hề có dấu vết hoảng sợ nào. Theo như lời đồn, bản thân chiến thần lực chiến cũng không mạnh lắm, chỗ dựa lớn nhất của là đạo chiến thần, ông ta chỉ không hiểu tại sao chiến thần vẫn bình tĩnh như vậy. Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, hiện giờ ông ta đã sử dụng hết quân bài, nên tung đòn cuối rồi. Thần Thái Dương hét lên một tiếng, toàn thân phát sáng, đôi cánh liệt diễm bốc cháy điên cuồng, ngay sau đó, người của ông ta như sao băng bốc cháy, cả người và thương cùng lao về phía mộ dung nguyên duệ. Trước khi ngọn thương nhật trích đến gần, mộ dung nguyên duệ đã cảm nhận được nhiệt độ cao thiêu đốt rụi mọi thứ. Biết rằng sát kiếp sắp ập đến, không chút do so dự mở ra hỗn độn thần nhãn. Sau khi kích hoạt hỗn độn thần nhãn, nhưng thứ bắn ra không phải là hỗn độn thần quang mà là hai luồng thần quang, một đen một trắng. Màu đen tượng trưng cho sức mạnh của U Huỳnh, còn màu trắng tượng trưng cho sức mạnh của Trúc Chiếu. Hai luồng sáng không bắn về phía thần Thái Dương, mà nhanh chóng hội tụ thành một vòng xoáy năng lượng M Dương Ngư trước mặt ông ta. Uy lực của hỗn độn thần quang nằm ở sự giao thoa của lưỡng nghi để giải phóng sức mạnh hủy diệt từ nguồn lực hỗn độn nguyên sơ, Tuy nhiên, em mờ dương ngư núi liền nhau nhưng lại không hợp nhất, không tạo ra hỗn độn thần quang. Hỗn độn thần quang, quét sạch mọi thứ. Nếu cá và dương cùng tồn tại, chúng có thể nuốt chừng năng lượng của vạn vật, biến nó thành sức mạnh hỗn độn nguyên thủy để sử dụng. Nhìn thấy mộ dung nguyên duệ trực tiếp sử dụng hỗn độn thần nhãn, thần thái dương kinh hãi một phen, tuy nhiên lúc này ông ta đã tung toàn lực, không quay đầu là bờ nữa, chỉ có thể nghiến răng mà đâm lao theo lao. Khi ngọn thương nhật trích đến gần, Vẻ mặt của Mộ Dung Nguyên duệ trở nên đanh lại, vòng xoáy năng lượng M Dương Ngư được hình thành bởi sức mạnh trúc chiếu, u Huỳnh trực tiếp tiếp chiêu, nuốt chừng gần hết ngọn thương. Sau khi mũi thương bị vòng xoáy năng lượng M Dương Ngư nuốt chừng, thần thái Dương cảm nhận được một lực kéo mạnh khôn lường, tinh hoa hỏa diễm thuần khiết lập tức bị dập tắt, sau đó năng lượng mặt trời chảy khắp cơ thể ông ta cũng lao về phía thân ngọn thương, cuối cùng bị vòng xoáy năng lượng M Dương Ngư nuốt chừng hết thảy. Biết có chuyện không ổn thần thái dương vội vàng kích hoạt 12 kim ô để phát động cuộc tấn công tàn khốc về phía mộ dung nguyên duệ. Mộ dung nguyên duệ lường trước sức mạnh của kim ô lớn đến mức nào, dùng chút thần niệm, thần hồn lập tức trốn vào huyền quan, định dùng xác thịt của mình để khiêu chiến sức mạnh tự hủy diệt của kim ô. Liên tiếp phát ra tiếng nổ lớn, thân ảnh mộ dung nguyên duệ không ngừng lui về sau, đợi sau khi con kim ô cuối cùng tự hủy, cô há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Chiến giáp trúc chiếu mờ nhạt hẳn đi, bị sức mạnh hủy diệt của kim ô hơ cháy thành màu đen, tan nát đến mức không thể che phủ làn da tuyết trắng của Mộ Dung Nguyên Duệ. Sắc mặt Nguyên Duệ cũng vô cùng thê thảm, khóe miệng động vệt máu. Tuy nhiên, vẻ mặt của cô ấy lại đang mỉm cười. Khi Kim Ô Phô Trương sức mạnh, Thần Thái Dương đã thành công thoát khỏi sự trói buộc của vòng xoáy năng lượng Mơ Dương Ngư, nhưng mà, gần như toàn bộ thần lực của ông ta đã bị nuốt chừng. Nụ cười của Mộ Dung Nguyên Duệ khiến ông ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ, dường như thấy cả bóng hình của cái chết. "Không, Thần Thái Dương hét lên, quay người bỏ chạy về phía xa. Cùng lúc đó, thần Quang Minh lập tức bay lên không trung tấn công mộ dung nguyên duệ định giành lấy một tia hy vọng cho thần Thái Dương. Tuy nhiên, tất cả điều này như định sẵn đều sẽ trở nên vô ích. Mộ dung nguyên duệ triệu hồi vòng xoáy năng lượng M Dương Ngư, chút vào thần niệm, thu hồi luồng thần Quang đen trắng, chỉ để lại một quả cầu năng lượng hỗn độn nguyên thủy tụ trước đầu ngón tay. Sau đó, chỉ bằng một cú búng tay, quả cầu năng lượng hỗn độn nguyên thủy này ngay lập tức tấn công về bồn tôn thần Thái Dương với tốc độ cực nhanh, không thể ngăn cản. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, mãi cho đến khi toàn bộ bầu trời biến thành biển lửa, thần giới mới biết chuyện gì đã xảy ra. Vị thần mạnh nhất trong quá khứ, thần Thái Dương, đã chết rồi. chương 1173, thần quân hiện thân một Thần Thái Dương ngã xuống, khiến thần quang minh choáng váng tại chỗ. Kể từ khi thần giới quay lại cho đến nay, thần Thái Dương đã hưởng thụ quá nhiều vinh quang trên mảnh đất này. Một khi chết đi, chẳng khác nào sao kia vụt tắt. Biển lửa trên trời rừng rực, soi sáng toàn bộ chiến trường. Thế nhưng không thể thắp sáng nỗi bi thương trong lòng Thái Dương tộc. Mất đi chủ thần, con đường tương lai của bọn họ đã chú định sẽ vô cùng mờ mịt ảm đạm như hoàng hôn trôi về đêm tối. Đại quân Thái Dương thần chìm trong bi thương vô tận, vừa chấn kinh trước sức mạnh to lớn của chiến thần, sự phẫn nộ cũng bắt đầu bùng nổ sĩ khí vốn dĩ đã xa suốt thê thảm lúc này đây bởi vì cơn giận với chiến thần mà biến thành sát ý chọc trời thấy vậy mộ dung nguyên duệ nhẹ nhàng thở dài triệu hoán tứ đại phân thần chuẩn bị quyết chiến chiến thần người nhất định phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi của thần thái dương thần quang minh phẫn nộ tới cực điểm hét lên một tướng công thành vạn cốt khô thắng làm vua thua làm giặc ta có lỗi gì cơ chứ mộ dung nguyên duệ lạnh lùng nói hay một câu có lỗi gì Vậy hãy để ta xem xem chiến thần hôm nay mạnh như thế nào. Một thanh âm từ nơi xa xôi vọng đến, trong nháy mắt liền truyền tới đây. Kẻ đến là một ông cụ, lông mày rũ xuống, dáng vẻ già nua. Thân khoác kiếm bào màu đen, trên eo treo một thanh hắc kiếm, một lưng cõng một thanh trọng kiếm, hai, nặng chừng nhìn quân, ba. Một bản gốc là đơn thủ, tức kiếm dùng một tay để sử dụng. Hai, bản gốc là song thủ, tức là loại kiếm cần dùng hai tay để sử dụng. Ba quân, đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc. 30 cân là một quân. Thanh hắc kiếm được chế tác vô cùng sơ sài, vốn chỉ là một thanh sắt thô, chui kiếm dùng hai miếng gỗ kẹp lại, nhìn thế nào cũng không giống vũ khí dùng để giết người, ngược lại trông càng giống đồ chơi của bọn trẻ con. Thế nhưng cũng chính thanh kiếm thô lộ chẳng khác nào thứ đồ chơi này lại ấn dấu sự sắc bén khiến chư thần tất cả đều phải cảm thấy sợ hãi. Mà thanh trọng kiếm trên lưng lại đối lập với thanh hắc kiếm thô sơ kia, nó có tạo hình vô cùng hoa lệ, thép vàng nạm ngọc, lại được chạm khắc phù văn thần bí toàn thân màu vàng lấp lánh, tượng trưng cho vinh quang tối cao, đồng thời cũng tượng trưng cho thân phân của ông lão tộc trưởng tộc kiếm thần vị đại trưởng lão là chủ nhân cũ của tàng kiếm cốc khi xưa. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, chư thần không một ai dám động chạm đến lợi ích của tộc kiếm thần, một là vì sự tồn tại của thí thần thập phương kiếm trận, mà lý do còn lại chính là vì sự tồn tại của kinh vô mệnh. Tộc trưởng tộc kiếm thần kinh vô mệnh, thành tư kiếm đạo vô địch thiên hạ, xuất quỷ nhập thần. Trên thực tế thực lực của tộc kiếm thần không hề yếu, thậm chí ngay cả khi không có sự quay lại của Lữ Thuần Dương, tộc kiếm thần vẫn có đủ bản lĩnh để tranh giành ngôi vị thái cổ thần vương. Sở dĩ kinh vô mệnh không danh tranh là bởi Thảo Nguyên đã tận. Mà tộc kiếm thần ngoại trừ ông ta ra chẳng tìm được người thứ hai có bản lĩnh kiếm đạo thông thiên như vậy. Thần Thái Dương vẫn lạc, kinh vô mệnh hiện thân, sĩ khí bùng nổ khắp bát phương tứ hải. Tiếp đó, kiếm các chư thần lần lượt xuất hiện, 500 vạn quân tiếp viện trong nháy mắt liền tới tương trợ. Chiến cục trong phút chốc liền nghịch chuyển, Liên quân chiến thần vốn hùng mạnh ban đầu giờ đây lại lần nữa từ thợ săn biến thành con mồi. Nữ thần tự nhiên vẻ mặt không ngừng thay đổi, trong lòng hối hận muôn phần. Nếu như cô ta có thể giữ vững lập trường của mình, vậy thì tuyệt đối sẽ không lâm vào tuyệt cảnh bốn bề thọ địch như bây giờ. Đáng tiếc, cho dù cô có hối hận thì cũng muộn rồi. Thánh thành thái dương bị chính tay mình hủy diệt, giờ đây cô ta đã trở thành kẻ địch bắt buộc phải chết của kiếm các. Chiến thần có thể thắng được kinh vô mệnh không? Nữ thần tự nhiên hỏi sự ra đi của thần thái dương chẳng phải đã chứng minh thực lực của chiến thần rồi hay sao nữ thần báo thù nói không giống nhau thần thái dương là bậc cao thủ ở trong sáng còn kinh vô mệnh lại là sát thủ trong bóng đêm nếu so sánh với nhau kinh vô mệnh đáng sợ hơn thần thái dương rất nhiều cứ coi như không thắng được vậy thì sao chứ lẽ nào chúng ta còn có cơ hội lựa chọn khác sao nữ thần báo thù hỏi tôi không còn cơ hội nữa rồi chỉ là tôi không hiểu vì sao ban đầu cô lại lựa chọn gia nhập liên minh của chiến thần ha ha, thay vì nói tôi chọn chiến thần, chi bằng nói là chiến thần lựa chọn tôi. Cô chỉ nhìn thấy sức mạnh của kẻ địch, về phần uy lực chiến thần lớn mạnh như thế nào cô liệu biết được bao nhiêu chứ? Nữ thần báo thù cười lạnh nói, nghĩ nhiều vô ích, hai vị vẫn nên chuẩn bị chiến đấu đi thôi. Người vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ là nữ thần băng tuyết mở miệng cất lời. Kinh vô mệnh xuất hiện trên không trung đối đầu với mộ dung nguyên duệ, trong khi quần thần trong kiếm các bắt đầu chỉnh quân bày trận chuẩn bị chiến đấu. Trăm vạn đại quân của thần Thái Dương và thần Quang Minh, lại thêm 500 vạn quân tiếp viện từ kiếm các nhanh chóng xiết thành một vòng vây khắp bốn phía, nuôi ý đồ dùng một trận tiêu diệt toàn bộ đại quân chiến thần đang đóng trên đống phế tích của Thái Dương Thánh Thành. Đại quân chiến thần dưới sự chỉ huy của các phân thần đã bày ra tiên thiên ngũ hành quân trận để nghinh địch. Quân trận hình thành, mộ dung nguyên duệ liền mở ra ngũ phương thần vực, càng tăng thêm thần uy cho pháp trận, đồng thời lại đem lá cờ ngũ hành đặt ở giữa làm mắt trận. Những điểm hạn chế của đoàn quân Quý Thủy đã được Mộ Dung Nguyên Duệ điều động đội quân dự bị bổ khuyết, trong khi đội phản quân của nữ thần tự nhiên phối hợp với quân đoàn Mậu Thổ để phòng thủ. Sau khi 600 vạn quân được bày bố hoàn chỉnh liền bùng nổ sức mạnh chiến đấu áp đảo cả đại quân kiếm thần gồm 1.300 vạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại quân chiến thần tràn đầy tin tưởng đối với mộ dung nguyên duệ mà nữ thần phục thù và nữ thần tự nhiên cũng kiên định theo sau bước chân của cô. Lần quyết đấu này đại quân kiếm thần đã tung ra trước sau 1.500 vạn quân việc quân kiếm thần suốt toàn lực đã thể hiện trận chiến giữa kiếm thần và chiến thần này ngay từ khi bắt đầu đã bắt buộc phải là một trận quyết đấu thời gian của mộ dung nguyên duệ không nhiều quyết đấu mặc dù hoàn toàn phù hợp với mong đợi của cô thế nhưng cơ hội chiến thắng lại giảm đi rất nhiều lúc trước cô sử dụng hỗn độn thần nhãn mặc dù sức mạnh hỗn độn nguyên thủy không bị hao tổn thế nhưng thần niệm đã bị tiêu hao sau khi mở ra ngũ phương thần vực thần niệm lại càng thêm tổn hại mà thương thế của cô khi kim ô tự sát gây ra đến giờ vẫn chưa hồi phục dưới tình huống này lại phải đối đầu với tộc trưởng tộc kiếm thần là kinh vô mệnh, tình cảnh quả thực có chút dày ra, dà, tộc chiến thần người nào người nấy đều lo lắng cho cô. Nghe nói hỗn độn thần nhãn của chiến thần bệ hạ không kẻ nào có thể ngăn nổi, không biết ta có vinh dự khiến chiến thần ra tay hay không. Kinh vô mệnh nói, ồ, việc gì phải vậy? Mộ dung nguyên duệ thở dài một tiếng, nói, thọ nguyên của ta không còn nhiều, từ lâu đã sớm coi nhẹ sinh tử. Nếu có vinh dự được chết dưới hỗn độn thần Quang Âu cũng coi như không phụ sự phó thác của kiếm thần, xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người trong tộc. chương 1174, Thần Quân Hiện Thân 2 Mộ Dung Nguyên Duệ trầm mặc trong lòng nổi lên một chút lo lắng. Sự tình phát sinh ngày hôm nay mặc dù nằm trong dự liệu của bản thân, thế nhưng cô đã không tính đến kinh vô mệnh. Từ lúc kinh vô mệnh hiện thân, cô đã cảm nhận được một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc. Hơi thở này cô mới chỉ bắt gặp trên người Lữ Thuần Dương, bọn họ là cùng một loại người. Trong mắt Lữ Thuần Dương chỉ có kiếm, mà kinh vô mệnh cũng như vậy bọn họ lúc nào cũng có thể vì kiếm mà hy sinh. Huống hồ kinh vô mệnh vốn đã sớm coi nhẹ cái chết. Quân bài của cô không có nhiều, tiên tiên ngũ hành trận vốn là tài sản lớn nhất, lốc xoáy em dương ngư mặc dù có thể hấp thụ hết thảy năng lượng hủy diệt, thế nhưng kinh vô mệnh tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội sử dụng một lần nữa. Nếu cô dốc toàn lực thao túng phân thần, lại từ bỏ dùng ngũ phương thần vực để bảo vệ đại quân chiến thần, vậy thì vây sát kinh vô mệnh cũng không phải là chuyện gì khó, nhưng cái giá phải trả là đội quân của cô sẽ bị liên quân kiếm thần đánh cho tan tác. Chiến thần dùng binh, càng nhiều càng tốt, ngay cả bậc cường giả giống như Lữ Thuần Dương cũng không thể chỉ dựa vào sức lực của một mình bản thân để chinh phục thái cổ thần giới, vì vậy, Mộ Dung Nguyên rợi cần có sức mạnh chiến đấu của riêng mình, cũng phải bảo toàn sức chiến đấu đó. Nếu đã như vậy, cô cũng chỉ có thể dựa vào Hỗn Độn Thần Quang để đối phó với Kinh Vô Mệnh. Hỗn Độn Thần Quang sẽ rút cạn thần niệm của cô, khiến cô rơi vào trạng thái suy yếu cùng cực. Quan trọng nhất, cô có thể chắc chắn rằng, một khi sử dụng Hỗn Độn Thần Quang, cô nhất định phải chịu được một kiếm của Lữ Thuần Dương từ thiên ngoại giáng xuống. Kinh Vô Mệnh không để Mộ Dung Nguyên Duệ có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì trì hoãn càng lâu thì biến số càng nhiều. Bắt đầu thôi, cô cũng chẳng có bao nhiêu lựa chọn. Kinh Vô Mệnh nói, "Được." Mộ Dung Nguyên Duệ đáp. Kinh Vô Mệnh bắt đầu xuất kiếm, kiếm chiêu của thanh Hắc kiếm vô cùng tầm thường, thậm chí một tia kiếm khí cũng không hề được thả ra. Thế nhưng kiếm chiêu càng như vậy, càng ẩn chứa sức mạnh lớn lao, bởi vì không thể biết được mũi kiếm sẽ hướng về phương nào. Mộ Dung Nguyên rợi lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, toàn thân trên dưới được bao phủ bởi khí tiên thiên ngũ hành, tỏa ra ngũ thải thần mang bốn. Bốn ánh sáng năm màu, hỗn độn thần nhãn trên trán dường như nhắm chặt, thần quang hắc bạch âm thầm lưu truyền. Cuối cùng kinh vô mệnh xuất ra một kiếm, không khí vẫn an tĩnh như cũ, thế nhưng bản thân ông ta đã biến mất theo đạo kiếm này. Sắc mặt Mộ Dung Nguyên rợi trong nháy mắt liền thay đổi, cô quả đã đánh giá thấp kinh vô mệnh rồi. Vốn nghĩ rằng kinh vô mệnh và Lữ Thuần Dương giống nhau, tu kiếm đạo kiếm thần, thật không ngờ kinh vô mệnh lại nắm vững ý nghĩa thâm sâu của quỷ kiếm. Người theo kiếm trốn vào hư không, đây chính là đạo hành kiếm của quỷ kiếm. Mộ Dung Nguyên Duệ mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, lập tức từ sự biến hóa của ngũ hành chi khí trong không trung mà thăm dò được vị trí ẩn thân của kinh vô mệnh, tiếp đó liền xuất ra một kiếm. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, thân ảnh kinh vô mệnh liền hiện ra trong không trung hắc kiếm trong tay vẫn đang giao tranh với thanh kiếm u huỳnh của mộ dung nguyên duệ mũi kiếm không ngừng hướng về nhau thần uy mộ dung nguyên duệ lớn mạnh vô cùng sau khi sức mạnh ngũ hành cuộn trào sôi sục hóa thành kiếm khí kiếm u huỳnh lập tức liền phát huy hiệu quả đè bẹp thanh hắc kiếm thọ nguyên của kinh vô mệnh không nhiều kiếm khí có thể sử dụng kém xa mộ dung nguyên duệ bị kiếm u huỳnh đè ép đến nỗi chỉ có thể liên tục rút lui nhìn thấy chiến thần chiếm thế thượng phong đại quân chiến thần phấn khích sục sôi hò hét cổ vũ cho cô Thế nhưng trên mặt nữ thần phục thù lại lộ ra vẻ lo âu, bởi vì cô chú ý tới một chi tiết, lần này sau khi Kinh Vô Mệnh hiện thân, thanh trọng kiếm trên lưng ông ta đã biến mất rồi. Kinh Vô Mệnh quả thực không thể kháng lại uy áp từ kiếm khí của chiến thần, thế nhưng nguyên nhân không phải do thọ nguyên, lý do chân chính là bởi ông ta đã truyền toàn bộ kiếm khí của mình tới nơi khác, sát cơ thực sự hoàn toàn không nằm trên người ông ta. Rất nhanh sau đó, kiếm khí do kiếm u huỳnh tỏa ra càng ngày càng nhiều, thần niệm của cô dường như đều đặt cả trên người Kinh Vô Mệnh đã mất đi năng lực phòng hộ đối với bản thân. Bị kiếm khí của kiếm u huỳnh đè ép, lúc này thất khiếu trên người Kinh Vô Mệnh đều đã chảy máu. "Chiến thần bệ hạ, người có biết tàng kiếm cốc chúng ta đây giỏi nhất ở điểm nào không?" Kinh Vô Mệnh nở một nụ cười thê thảm, hỏi, "Là gì? Tàng kiếm cốc giỏi nhất chính là tàng kiếm. Tàng kiếm cốc, sở trường là tàng kiếm." Kinh Vô Mệnh đã đem toàn bộ kiếm khí truyền cho thanh trọng kiếm, lại giấu nó trong không trung, bản thân thế nhưng vẫn chiến đấu với mộ dung nguyên duệ như cũ chỉ đợi Mộ Dung Nguyên Duệ lộ ra sơ hở, trọng kiếm liền sẽ xuất hiện, giáng xuống một kích chí mạng. Mà chính trong lúc ông ta nói ra lời này, Mộ Dung Nguyên Duệ liền lộ ra sơ hở. Điều này thể hiện ông ta có thể giáng đòn chí mạng đối với cô bất kỳ lúc nào. Ông ta không ra tay ngay lập tức là bởi bản thân không nắm chắc việc giết Mộ Dung Nguyên Duệ, vì vậy mới cố ý lộ ra, buộc Mộ Dung Nguyên Duệ phải sử dụng hỗn độn thần nhãn. Thế nhưng, ông ta phải thất vọng rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ dường như không hiểu lời này của ông ta có ý gì, vẫn điềm nhiên như cũ, tiếp tục rót kiếm khí vào trong kiếm U Huỳnh, một chút ý định mở ra hỗn độn thần nhãn cũng không có. Kinh vô mệnh không nghĩ ra vì cớ gì mà chiến thần lại phớt lờ lời cảnh cáo của mình, sinh tử là chuyện trong nháy mắt, ông ta cũng không có thời gian để suy đoán nữa. Tiếp đó, vào lúc Kinh vô mệnh mưu đồ dùng thần niệm điều khiển trọng kiếm dáng cho Mộ Dung Nguyên Duệ một đòn chí mạng, ông ta bỗng phát hiện bản thân đã mất đi sợi dây liên hệ với thanh trọng kiếm, Phát hiện này khiến kinh vô mệnh ruột gan bời bời, không giữ nổi tâm thức, hắc kiếm liền không cách nào chống lại được kiếm u huỳnh. Sau khi há miệng phun ra một ngụm máu lớn, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên, kiếm u huỳnh trực tiếp đâm thẳng vào thanh hắc kiếm, bẽ gãy nó giống như bẻ một cây tre vậy. Tiếp theo đó, mũi kiếm u huỳnh đã điểm tại huyệt thần đình của kinh vô mệnh. Vì sao, vì sao ta không thể cảm nhận được trọng kiếm của mình? Cũng không phải chỉ một mình ngài mới có thể thân lĩnh quỷ kiếm độn không, có người ở trong hư không đã chờ đợi ngài rất lâu rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, còn có ai nữa? Kinh vô mệnh hỏi, mộ Dung Nguyên Duệ không trả lời ông ta, ngẩng đầu nhìn về nơi nào đó trong không trung. Chỉ thấy bầu trời dao động kịch liệt, một cô gái khoác y phục màu đen bước ra từ trong không trung, mà thứ trên lưng cô ấy lại chính là thanh trọng kiếm của kinh vô mệnh. Đệ tử ma đạo thuần quân, bái kiến chủ mẫu, chương 1175, thần kiếm xuất kiếm một. Trước khi bắt đầu trận quyết chiến, Mộ Dung Nguyên Duệ đã chuẩn bị tinh thần phải sử dụng Hỗn Độn Thần Nhãn. Lúc Kinh Vô Mệnh từ trong không trung hiện thân, cô ngay lập tức liền phát hiện thanh trọng kiếm sau lưng ông ta đã biến mất rồi. Chiến thần chi đạo, có thể nhìn thấu được tiên cơ. Cô đương nhiên biết việc thanh trong kiếm biến mất có ý nghĩa như thế nào. Đúng vào lúc Hạ Quyết Tâm sử dụng Hỗn Độn Thần Nhãn tiêu diệt Kinh Vô Mệnh, sâu thẳm trong cô bỗng nghe thấy thanh âm dịu dàng của một cô gái. "Chủ mẫu xin đừng kinh sợ, thuần quân có mặt để giúp đỡ." Biết thuần quân đã đến, trong lòng mộ dung nguyên duệ vui mừng khôn xiết, dứt khoát đóng lại hỗn đốn thần nhãn, chuyên tâm dùng kiếm u huỳnh trấn áp kinh vô mệnh. Thuần quân là kiếm linh, thái cổ tam kiếm đều đã đạt tới cảnh giới viên mãn đại thành, muốn thu phục trọng kiếm quả thực chẳng phải chuyện gì khó khăn. Ngươi là kiếm linh, kinh vô mệnh biết bản thân khó tránh khỏi cái chết, không cam lòng hỏi. Phải, thuần quân gật đầu, chiến thần hành động quỷ thần khó đoán, ta chết cũng không oan ức. Dứt lời, không đợi mộ dung nguyên duệ chạm vào huyệt thần đình, ông ta đã đột nhiên qua đời. Trước khi trận quyết chiến này diễn ra thọ nguyên của ông ta đã sớm chạm tới điểm cuối, sở dĩ trước khi chết hãy còn có thể quyết một trận sống còn với mộ dung nguyên duệ là bởi vì trong tay ông ta có hai thanh kiếm, kiếm còn người còn. Giờ đây hắc kiếm đã bị mộ dung nguyên duệ bẻ gãy, trọng kiếm cũng bị thuần quân thu phục, kinh vô mệnh chẳng còn lý do nào để sống tiếp nữa. Từ lúc thuần quân bắt đầu xuất hiện, ánh mắt của nữ thần tự nhiên vẫn luôn dán chặt lấy cô cô ta có thể cảm nhận được một cỗ thần niệm vô cùng khác thường từ trên người thuần quân cảm nhận được hơi thở của kiếm mãi cho đến khi kinh vô mệnh mở miệng tiết lộ thân phận của thần quân gọi cô là kiếm linh nữ thần tự nhiên đã vô cùng chấn động kiếm linh cao quý vô song từ trước tới giờ ở thái cổ thần giới mới chỉ có truyền thuyết về kiếm linh trước nay chưa từng xuất hiện người nào như vậy giờ đây kiếm linh lại bước ra từ trong hư không còn gọi chiến thần là chủ mẫu rõ ràng là những bí mật mà chiến thần còn đang cất giấu so với cô ta tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều nhìn thấy vẻ mặt nữ thần phục thù vẫn bình tĩnh như trước chẳng có vẻ gì là kinh ngạc trước thân phận của thuần quân nữ thần tự nhiên nhịn không được bèn hỏi ngay từ đầu cô đã biết chiến thần bệ hạ được kiếm linh giúp đỡ rồi sao không ta còn không biết đến sự tồn tại của kiếm linh nữ thần phục thù nói vậy thì vì sao mà cô một chút cũng chẳng ngạc nhiên như thế bởi vì tôi biết đệ tư ma đạo tuyệt đối sẽ không để chủ mẫu của bọn họ gặp nguy hiểm. Cho dù nơi này có cách nhân gian cả ngàn vạn dặm, mà đạo đệ tử có bản lĩnh nhất định sẽ tới hỗ trợ. Ý của cô là kiếm linh đến từ nhân gian, nữ thần tự nhiên lại hỏi. Đúng vậy, bởi vì ma đạo ở nhân gian, nữ thần phục thù đáp, nói như vậy, chiến thần bệ hạ cũng từ nhân gian mà đến. Đúng thế, nhân gian không chỉ có thái cổ kiếm thần, còn có thái cổ phong thần, thái cổ nguyệt thần, mà hai người này đều là đệ tử ma đạo thần thái dương ngã xuống kinh vô mệnh cũng ra đi hai bậc cao thủ mạnh nhất để đã chết điều này ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới sĩ khí của liên quân kiếm thần hết người này tới kẻ khác khiến cho hào quang bất diệt của mộ dung nguyên duệ ngày càng trở nên trói lọi khí thế của liên quân chiến thần cũng vì vậy mà ngày một lên cao thế nhưng mặc cho chiến ý rơi rớt trận quyết chiến này vẫn không thể tránh khỏi phải nổ ra bởi vì kinh vô mệnh chết rồi kiếm thần cần chư thần chịu trách nhiệm cho cái chết của ông ta kể từ khi thái cổ thần giới phục hồi trận quyết chiến lớn nhất từ trước đến nay đã chính thức bắt đầu. 1.400 vạn đại quân kiếm thần đối chiến với đại quân 700 vạn của chiến thần. Một màn chiến đấu này ngay từ khi bắt đầu đã diễn ra theo phương thức kịch liệt nhất, đại quân quyết đấu, pháp trận đối đầu, thần minh ninh chiến, đủ loại thần vực giao đấu lẫn nhau. Trận chiến giữa các thần minh không hẹn mà cùng diễn ra nơi thiên vực cao tiết tắc, bởi vì sức mạnh hủy diệt khi thần vực va chạm với nhau sinh ra quá khủng khiếp, sẽ gây ra thương vong nặng nề cho cả hai bên. Đại quân hỗn chiến, tiên thiên ngũ hành trận của mộ dung nguyên duệ đã phát huy tối đa tác dụng của mình mậu thổ canh phòng cẩn mật ất mộc cứu người trị thương canh kim sát phạt chinh chiến ly hoa mở rộng chiến trường quý thủy kiềm chế ngăn chặn ngũ hành sinh khắc có thứ tự chiến thuật thiên biến vạn hóa ngũ phương thần vực dưới sự phù hộ của mộ dung nguyên duệ đã khiến đội quân cường địch lớn hơn gấp đôi phải dung chuyển thể hiện phong thái dụng binh như thần của chiến thần bầu trời bị vây trong sắc máu dưới đất huyết cũng đã đổ thành sông sinh linh đồ thán quỷ thần khóc than, trên cao, nữ thần phục thù và thần quang minh cùng sở hữu sức mạnh hắc ám hỗn độn bản nguyên đang đối trọi gay gắt, giống như hy hỏa đối đầu với đế gian tại quy khư khi xưa. Sức mạnh chiến đấu của nữ thần phục thù không bằng thần quang minh, rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong. Chiến lực của thần quang minh vốn ở tiết trên ngôi cao trong thần giới, cùng thần thái dương không phân cao thấp. Sức mạnh cường đại, pháp bảo cũng nhiều, chỉ riêng một bộ chiến giáp ánh sáng ông ta khoác trên người cũng đủ khiến vô số đòn công kích của nữ thần phục thù trở thành công cốc. Chương 1176, thần kiếm suốt kiếm 2. huống hồ ông ta còn có pháp bảo tăng cường sức mạnh phòng ngự, tên gọi khiên bất phá. Khiên bất phá được làm dựa theo tấm khiên vĩnh sinh bất phá nằm trong thập đại thần binh của thần giới, không chỉ có thể địch lại những đòn tấn công dữ dội ở cự ly gần, đồng thời còn có thể cô lập hầu hết hành động xâm phạm của sức mạnh hỗn độn bản nguyên đừng nói người quyết chiến với ông ta là nữ thần phục thù ngay cả kiếm u huỳnh của chiến thần mộ dung nguyên duệ cũng có thể bị bẻ gãy sức mạnh phòng ngừa của thần quang minh vô cùng ghê gớm sức tấn công cũng không hề thua kém chiếc mâu đang cầm trên tay tên gọi là mâu thệ ngôn thệ ngôn khắc trên mũi mâu vĩnh viễn không thể nuốt lời kẻ địch bị mũi mâu khóa chặt khó mà tránh khỏi kiếp nạn sinh tử thần hồn câu diệt nữ thần phục thù không thể địch lại chiến lực của thần quang minh rất nhanh liền bị ông ta tìm được chỗ sơ hở khóa chặt khí cơ. Ngay sau đó, thần quang minh không hề do dự niệm câu chú ngữ của mâu thệ ngôn, phụng mệnh của ta, xuyên qua thân thể của hắn. Chú ngữ vừa dứt, thần quang minh dùng hết sức vung ngọn trường mâu về phía nữ thần báo thù. Nữ thần báo thù kinh hãi vô cùng, vội vàng tháo chạy. Thế nhưng cho dù làm thế nào cô cũng không thể tránh khỏi bị khóa chặt bởi ngọn mâu ghê gớm kia. Khoảng cách mỗi lúc một gần, đúng lúc ngọn mâu sắp xuyên thủng cơ thể, bên tai bỗng truyền tới giọng nói phẫn nộ của kiếm linh, người dám mắt thấy không thể ngăn được ngọn mâu, thuần quân bèn thả thanh trọng kiếm trong tay về phía đại quân tộc kiếm thần ở bên dưới, sau đó trực tiếp hóa thành một thanh cự kiếm hỗn độn, đâm về phía mâu thệ ngôn. Kể từ khi kiếm thể của cô một lần nữa bị hủy diệt, kiếm thể hiện giờ là do kiếm khí hỗn độn bản nguyên tinh thuần ngưng tụ mà thành. Kiếm thể mới này không còn mang hình dạng của kiếm thuần quân khi xưa nữa mà biến thành một thanh cự kiếm tỏa ra khí tức hỗn độn cổ xưa. Mâu kiếm giao tranh, một âm thanh chấn động ầm ầm truyền đến, cả bầu trời đều rung chuyển thoáng chốc năng lượng hủy diệt bùng nổ đã phá vỡ hư không trong phạm vi nghìn trượng xung quanh chư thần thi nhau tránh né không biết bao nhiêu thần vực vì thế mà bị ảnh hưởng cho đến khi ánh sáng đã lắng xuống hư không trở lại như cũ chúng thần mới phát hiện thanh mâu thể ngôn đã bị cự kiếm hỗn độn chém đứt tự khi nào cự kiếm hỗn độn cũng không tránh khỏi thương tích trên mình đầy những vết nứt thuần quân một đòn trúng đích sau đó nhanh chóng dùng thân lĩnh quỷ kiếm trốn vào hư không trách nhiệm của cô là bảo vệ cho an nguy của mộ dung nguyên duệ cô sẽ không dễ dàng ra tay trừ khi cần thiết. Mất đi một mâu thể ngôn, chiến lực của thần Quang Minh đã giảm đi một nửa, không còn có thể đe dọa đến sự sống chết của nữ thần phục thù. Ông ta có tâm muốn dựa vào năng lực phòng ngự mạnh mẽ của mình để tiếp tục chiến đấu với nữ thần phục thù, nào ngờ cô nàng còn chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, bước thẳng về phía đại địa và xâm lâm chi thần đang liên thủ bao vây tấn công nữ thần băng tuyết. Nữ thần băng tuyết vốn đã rơi vào tình thế nguy cấp, nay lại nhận được sự tương trợ từ phía nữ thần phục thù, chiến cục ngay lập tức liền nghịch chuyển, khiến đại địa và xâm lâm chỉ có thể liên tục rút lui. Ở một góc khác trên bầu trời, nữ thần tự nhiên và đồng minh cũ của mình hải thần đang huyết chiến kịch liệt. Đại quân chiến thần có rất nhiều thần minh, trong khi tộc kiếm thần chỉ có lác đác vài vị. Rất nhanh sau đó, ba vị nữ thần đều bị bao vây bởi kẻ địch còn mạnh hơn mình gấp mấy lần, mà thần hoang dã còn thê thảm hơn rất nhiều. Chiến lực của ông ta được xếp vào bậc trung, vừa ngự không chưa được bao lâu liền bị bao vây bởi mấy thần minh trung cấp trong kiếm các. Dựa vào thần vực thủ hộ, nghiến răng huyết chiến rất lâu, lúc này đây cũng đến khoảnh khắc phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Cái chết đang ở ngay trước mắt, thần hoang dã không nhịn được nhìn về phía Mộ Dung Nguyên Duệ. Từ lúc trận đấu nổ ra, Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn không tham gia cuộc chiến. Hai trận ác chiến trước đó đã hao phí quá nhiều thần niệm của cô, hiện giờ chỉ có thể cố gắng duy trì sức lực, dành lại cho hỗn độn thần quang. Mặc dù quyết chiến đã nổ ra, thế nhưng kẻ thù sinh tử của cô là Lữ Thuần Dương vẫn chưa xuất hiện chỉ cần lữ thuần dương không chết cho dù đại quân chiến thần có đánh bại được quân kiếm thần mộ dung nguyên duệ cũng không thể nào bước lên ngôi vị thái cổ thần vương thần kiếm mịt mù từ trong hư không bỗng vang lên tiếng sấm sét một kiếm của lữ thuần dương từ trên thiên ngoại vẫn luôn là mối đe dọa lớn nhất đối với tính mạng của cô tuy nhiên khoảnh khắc thần hoang dã gửi tín hiệu cầu cứu mộ dung nguyên duệ vẫn không tránh khỏi mềm lòng chiến thần vốn chẳng phải vị thần nhân hậu thời khắc này cũng tuyệt đối không phải là lúc để cô mềm lòng thế nhưng trái tim của cô lại cứ nhất định vào lúc này đây dâng lên xúc động. Mộ Dung Nguyên Duệ phi thân gia nhập trận chiến, nhanh chóng giúp đỡ thần hoang dã đẩy lùi cường địch. Vào lúc cô chuẩn bị rời khỏi trận chiến, một luồng khí hung hiểm vô cùng từ trên trời nam giáng xuống. Lữ Thuần Dương cuối cùng đã xuất kiếm rồi. Chương 1177, Hiến tế chiến hồn 1. Trên thế giới này vẫn sẽ luôn có người sống để tạo ra kỳ tích. Ma đạo tổ sư và phá quân hộ pháp thiên tôn là người như vậy, thì tất nhiên Lữ Thuần Dương cũng là người như thế. Giả sử Lữ Thuần Dương được sinh sớm vào cách đây 3.000 năm trước, thì người làm chủ thiên đình chính là nhân đạo. Việc Lữ Thuần Dương sinh ra từ kiếm vốn đã là chuyện rất đáng sợ, nhưng điều đáng sợ nhất chính là sự cần cù và lòng trung thành của ông ta dành cho kiếm. Đối với ông ta, bất luận là nhân đạo hay tộc kiếm thần, đều không sánh bằng kiếm đạo. Trận quyết đấu này, dù Lữ Thuần Dương vẫn chưa xuất hiện, nhưng ông ta đứng cách chỗ này không xa, Tất cả mọi chuyện xảy ra trong trận chiến đều không thoát khỏi phạm vi quan sát của thần niệm. Thương vong thảm khốc, tộc kiếm thần chìm trong u tối, nhưng trên gương mặt của Lữ Thuần Dương lại chẳng hề có phản ứng gì to tát. Đại quân kiếm thần và đại quân chiến thần quyết đấu tại thành Thái Dương Thánh, ước tính thương vong lên đến trăm vạn người, nhưng Lữ Thuần Dương cũng không thèm liếc một cái. Chư thần ngã gục xuống, cũng không đáng để ông ấy quan tâm, trong mắt ông ta chỉ có mộ dung nguyên duệ. Bởi vì chỉ cần mộ dung nguyên duệ chết đi, tại thái cổ thần giới sẽ không còn có ai cấm cản đạo kiếm thần của ông ta nữa. Mà ông ấy cũng sẽ dựa vào lĩnh vực thần kiếm, ngự trị cả thái cổ thần giới này. Kiếm chính là vua của trăm binh khí, những kẻ phản nghịch, giết không tha. Không nhẫn tâm nhìn thần hoang dã chết thảm, mộ dung nguyên duệ nhất thời mềm lòng ra tay giúp đỡ ông ấy, tuy rằng không làm chuyện gì to tát, nhưng cũng hao phí kha khá thần niệm không còn lại bao nhiêu của cô ấy. Hiện giờ, mộ dung nguyên duệ đã không còn đủ sức mở nhãn thần hỗn độn, có nghĩa là bùa hộ thân mạnh nhất của cô ấy đã mất hiệu lực rồi. Lữ Thuần Dương là người phát hiện ra sơ hở của mộ dung nguyên duệ, ngay lập tức rút kiếm so chiêu. Mới đầu nhát kiếm không tuân theo quỹ đạo nhất định nào hết, cũng không tạo ra bất cứ hiện tượng lạ thường. Thần kiếm phiêu diêu, nghe như tiếng sấm đột nhiên vang lên giữa trên quang. Mới đầu chỉ mỗi mộ dung nguyên duệ phát giác điểm chẳng lành, đến cả thuần quân cũng không hề hay biết. Nhưng mà, ngay lúc kiếm của Lữ Thuần Dương càng lúc càng đến gần, sức mạnh khủng bố đạt đến cấp bậc hủy diệt trời đờ đã không thể tiếp tục che giấu được nữa, nó thẳng tay phá hủy một mảng trời. Âm thanh lớn đến mức mất tiếng động, hình tượng lớn đến mức không thể hình dung. Ánh kiếm lóe lên chiếu dọi chúng thần, hai đội quân bất giác đứng ngây ngốc tại chỗ, ngừng mọi động thái tấn công. Khung cảnh cứ như ngưng động trong chốc lát, tất cả mọi người đều ngẩn đầu nhìn về phía ánh kiếm. Thái cổ thần giới đã trải qua nhiều giây phút sinh tử. Thái cổ lôi thần dẫn dắt chúng thần, dùng sức mạnh tạo ra trời đất, chính là thời khắc vinh quang thuộc riêng về lôi thần. Thái cổ chiến thần, lĩnh ngộ ra đạo chiến thần, đánh đầu thắng đó chinh phục được chư thần rồi bước lên ngôi vị thái cổ thần vương, chính là thời khắc vinh quang thuộc riêng về chiến thần. Mà bây giờ khung cảnh huy hoàng này, chính là thời khắc vinh quang thuộc riêng về thái cổ kiếm thần. Chính là ánh sáng rực rỡ trói lọi của kiếm, thiên địa canh kim, vạn kiếm bổn căn, người chém ra nhát kiếm này quả thật có tư cách trở thành chủ nhân của thái cổ thần giới, mà thanh kiếm trong tay ông ta lại là kiếm chủ tể. Bầu trời dường như bị nứt vỡ, tưởng chừng như dấu vết này sẽ mãi mãi lưu lại trên bầu trời của thái cổ thần giới. Mái tóc vàng óng ả của thần Quang Minh đột nhiên trắng xóa, như phủ một lớp tuyết dày. Nhát kiếm không thiêu dụi sức mạnh thời quang, mái tóc của thần Quang Minh đột nhiên bạc trắng, bởi vì ông ấy ý thức được cái gì gọi là khoảng cách cao thấp. Đứng trước nhát kiếm này, áo giáp ánh sáng của ông ấy, chẳng khác nào lấy trứng trọi đá, châu chấu đá xe. Không có ai đủ sức chặn đường kiếm này, thần Quang Minh đột nhiên thở dài, Người bị sốc không chỉ mỗi thần quang minh, mà còn là tất cả các thần minh đang có mặt ở đây. Chẳng qua, những thần minh thuộc phe kiếm thần còn cảm thấy may mắn, may mắn vì bọn họ đã chọn đứng về phía kiếm thần. Thần minh thuộc phe chiến thần ngược lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Sắc mặt nữ thần tự nhiên tối sầm, bà ta thật sự hối hận rồi. Nữ thần phục thù và nữ thần băng tuyết cũng mất đi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, tâm trạng rối như tơ vò. Nếu như kiếm thần đến nhanh hơn một bước, bọn họ có chọn gia nhập liên minh chiến thần hay không? thần giới cần một chủ nhân mới, đáng tiếc thay người đó không phải là chiến thần, mà là thái cổ kiếm thần Lữ Thuần Dương. Chúng thần im bặt, tất cả đều bị uy lực của nhát kiếm này chinh phục hoàn toàn. Mọi thù hận đều được hóa giải, mọi tranh chấp cũng bị buộc chấm dứt ngay tại đây. Bởi vì chư thần bỗng dưng phát hiện ra, tất cả mọi thần vực của bọn họ đều chẳng là cái thá gì khi đứng trước nhát kiếm này hết. Có thanh kiếm như vậy, họ chỉ còn nước quỳ phục dưới chân chủ nhân của nó thôi. Nhưng mà, ý chí của người tộc chiến thần vẫn không hề bị lay động bởi vì bọn họ là người thuộc dòng dõi vương thất đời trước bọn họ từng có được vinh quang mà những vị thần khác không có đại quân đã ngừng giao chiến năm đại quân của tộc chiến thần tập hợp lại lập pháp trận năm tia sáng rực rỡ lần lượt bùng nổ chiếu thẳng lên chín tầng mây năm vị dũng sĩ mạnh nhất của tộc chiến thần đã hiến tế thần hồn chiến hồn sinh ra để chiến đấu đến giây phút cuối cùng Đồng thời, chiến hồn cũng đại diện cho ý chí bất bại truyền từ đời này sang đời khác của Thái Cổ Chiến Thần. chương 1178, Hiến Tế Chiến Hồn 2 Lúc Ngộ Dung Nguyên Duệ xuất hiện lần đầu tiên ở Thành Anh Hùng, chuyện mà dũng sĩ năm tộc muốn làm không phải là dựa vào bản lĩnh của họ để đăng cơ lên ngôi vị chiến thần, mà là hiến tế chiến hồn. Cầu mong ý chí của Thái Cổ Chiến Thần ngày trước, quay về phù hộ cho tộc chiến thần. Sau khi Mộ Dung Nguyên Duệ quay về, bọn họ đã từ bỏ kế hoạch này, chuyển sang toàn lực phò trợ cho mộ dung nguyên duệ tìm về vinh quang đã mất hiện giờ mộ dung nguyên duệ gặp nạn năm vị dũng sĩ đều nguyện hy sinh chiến hồn của bản thân không ai có thể đỡ được nhát kiếm này của lứ thuần dương kể cả mộ dung nguyên duệ cũng không thể nhưng mà nếu có thể trùng tu lại hình ảnh ý chí của thái cổ chiến thần đời trước có lẽ đủ sức giành lấy một cơ hội sống cho mộ dung nguyên duệ mà cơ hội sống mong manh này cần năm vị dũng sĩ lấy mạng mình ra đánh đổi chiến vô phá chiến vô thương chiến vô ngấn, chiến vô thâm, chiến vô diệp, đều đồng loạt hiến tế chiến hồn của bản thân. Đánh tất thắng, công tất thành, chiến vô phá tiên phong đứng ra, chiến hồn bay thẳng ra ngoài huyệt thần đình, tạo ra một hư ảnh màu trắng trói lóa. Hư anh canh kim, mang theo hơi thở chết chóc, kẻ thiện chiến không đánh trận chiến không nắm chắc, mái tóc đỏ rực của chiến vô ngấn tung bay, là người thứ hai hiến tế chiến hồn, hóa thành một ảo ảnh rực cháy hừng hực trong không khí, ngọn lửa chứa đựng uy lực của hỏa diệm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chiến vô thâm dũng sĩ si tộc ngưng thủy, bình tĩnh đọc pháp tác chiến thần, tự nguyện hiến tế chiến hồn của mình, chiến hồn của cậu ấy mang theo hơi nước cuồn cuộn, giống như màn sương mù bao phủ lấy xung quanh. Quân thiện chiến binh lực đè bẹp tứ phương, quân phòng thủ giỏi che giấu thực lực của bản thân. Chiến vô diệm đọc lên pháp tác chiến thần, hiến tế chiến hồn. Chiến hồn của cô ấy có màu xanh lục, đại diện cho sự sống ất mộc. Lúc này đây bốn vị dũng sĩ si canh kim, ly hỏa, ngưng thủy, và ất mộc đều đã hiến tế chiến hồn của mình. Gương mặt chiến vô thương toát lên thần thái uy nghiêm, dùng thần niệm hét lên một tiếng, vang vọng khắp trời đất. Một chiến thắng đánh đổi bằng hàng vạn bộ xương khô. Sau khi chiến hồn mậu thổ bay lên không trung, năm chiến hồn lập tức tuân theo pháp tắc ngũ hành bắt đầu dung hợp. Cuối cùng hòa trộn thành một ảo ảnh của một người đàn ông hoàn chỉnh. Người đàn ông đó vừa xuất hiện, ngay lập tức chặn đứng ánh kiếm của Lữ Thuần Dương. Mục tiêu mà nhát kiếm của Lữ Thuần Dương nhắm đến là mộ dung nguyên duệ, Bây giờ thái cổ chiến thần đã có mặt tại đây, cho dù ông ta có mông cuồng đến mấy, cũng không thể ngang nhiên đứng trước thái cổ thần vương dở trò sang bậy. Bởi vì kẻ mạnh xứng đáng được nhận được sự tôn trọng, anh hùng nên được mọi người kính nể. Nếu không, cho dù ông ta có giết chết mộ dung nguyên duệ cũng không thể chinh phục được lòng dân ở thái cổ thần giới. Người đàn ông cao lớn này, có dung mạo của tuấn tú hơn thần Thái Dương, toát lên phong thái uy nghiêm. Mới vừa xuất hiện, đã chiếm lấy trái tim của chư thần, đứng trước mặt ông ấy họ cảm thấy vô cùng hổ thẹn và kính sợ. Nhưng ảo ảnh ý chí của thái cổ chiến thần lại không thèm liếc mắt nhìn họ một cái, ông ấy chỉ nhìn xuống tộc nhân của mình. Lúc này người dân tộc chiến thần đang khóc than tiễn đưa năm vị dũng sĩ. Tiếp đó, thái cổ chiến thần nhìn thấy năm thi thể của các vị dũng sĩ nằm dạp dưới mặt đất. Gương mặt của họ vẫn còn tươi giói, khiến người ta tưởng nhầm họ vẫn còn sống. Nhưng mà, thái cổ chiến thần biết rõ bọn họ đã không còn cơ hội tiếp tục sống, để trở về bên cạnh người thân nữa trên gương mặt uy nghiêm của thái cổ chiến thần bỗng nhiên lộ rõ vẻ buồn bã ông ấy biết nguyên nhân khiến họ phải hy sinh tiếp đó ông ấy hướng mắt về phía mộ dung nguyên duệ nước mắt của họ chảy ra vì cô sao thái cổ chiến thần hỏi sự hy sinh của năm vị dũng sĩ càng khiến trái tim của mộ dung nguyên duệ đau đớn lúc này đây cô ấy cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi đối mặt với câu tra hỏi của thái cổ chiến thần cô ấy mấp máy môi nhưng lại không thể thốt lên được lời nào chỉ đành ngậm mùi gật đầu đạo chiến thần không có lòng từ bi cô không nên để họ phải rơi mắt vì mình thái cổ chiến thần nghiêm khắc trách mắng cô ấy là tôi đã sai rồi mộ dung nguyên duệ nuốt nước bọt nói nếu cô ấy không vì chút mềm lòng ra tay trợ giúp thần hoang dã thì năm vị dũng sĩ cũng sẽ không cần phải hy sinh để bảo vệ cô ấy ta biết cô không sinh ra ở thần giới họ cũng không phải người trong tộc cô nhưng một khi cô ấy ngưng tụ được thần cách chiến thần ta hy vọng cô có thể bảo vệ họ tôi sẽ làm được tốt lắm nhớ kỹ lời cô nói đấy. Dứt lời, thái cổ thần giới xoay người, nhìn về phía Lữ Thuần Dương nói, kiếm thần, cuộc chiến giữa hai chúng ta có thể bắt đầu rồi. Kính mời chiến thần bệ hạ chỉ giáo, Lữ Thuần Dương đã chính thức xuất hiện, chương 1179, Thái Sơ Thần Kiếm một Trước khi bắt đầu trận đấu, thái cổ chiến thần âm thầm nhìn mộ dung nguyên rưỡi một cái. Mộ dung nguyên rưỡi ngay lập tức hiểu ánh mắt ấy muốn nói gì, ông ấy đang giúp mình kéo dài thời gian. Nhưng mà, điều khiến mộ dung nguyên duệ nghĩ nát óc cũng không hiểu, trình độ kiếm đạo của Lữ Thuần Dương đã mạnh đến mức đó rồi sao? Đến cả thái cổ chiến thần cũng không nắm chắc được phần thắng. Mộ dung nguyên duệ không đứng ngây ra lãng phí thời gian, cô ấy bắt đầu điều hòa khí tức. Nhưng mà, bất luận cô ấy cố gắng ngưng thần cỡ nào, cũng không thể điều hòa được thần niệm hỗn loạn trong cơ thể. Tâm của cô ấy hoàn toàn không thể bình tĩnh, chủ mẫu, xảy ra chuyện gì vậy? Phát hiện ra hơi thở ngắt quảng đứt đoạn của mộ dung nguyên duệ, thuần quân vội truyền âm đến hỏi han. Ta, mộ dung nguyên rời ấp úng không nói nên lời, thuần quân có thể giúp gì cho người? Thuần quân hỏi, cô không thể giúp được ta, là họ đang giày vò ta. Bọn họ, ta và con của tạ lan. Thuần quân im lặng, chỉ cảm thấy trách nhiệm trên vai càng thêm nặng nề. Thật ra, chủ mẫu trong lòng đệ tử ma đạo vẫn luôn là thùy hỏa. Cho dù cô ấy mãi mãi không bao giờ quay lại, nhưng hồi ức về cô ấy vẫn luôn hằng sâu vào trong tâm trí của đệ tử ma đạo không một ai có thể quên đi phá quân hộ pháp thiên tôn, cũng không một ai quên đi tử thần lâm thủy họa. Đối với mộ dung nguyện duệ, cho dù cô ấy cũng sở hữu dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhân cách cao quý, nhưng cô ấy trung quy vẫn là kẻ thù cũ của ma đạo, tiên đạo tổ sư. Lỡ như không phải vì mang thai đứa con của đạo tổ, cũng sẽ không có được danh phận chủ mẫu. Chuyện mộ dung nguyên duệ mang thai là bí mật lớn nhất của ma đạo. Cả thuần quân chỉ mới được Khương Tuyết Dương tiết lộ cho biết ngay trước khi khởi hành đi thái cổ thần giới nhìn thấy mộ dung nguyên duệ không thể tập trung ngưng thần nên không thể điều dưỡng thần niệm thuần quân vô cùng lo lắng vỏ đầu bứt tai cô ấy không biết thái cổ chiến thần lợi hại bao nhiêu nhưng cô ấy biết ông ấy tuyệt đối không phải là đối thủ của lữ thuần dương thân là kiếm linh cô ấy đặc biệt cực kỳ nhạy cảm với uy lực của kiếm bản thân cô ấy không thể tu hành kiếm đạo nhưng có thể cảm nhận được sự tinh túy của kiếm đạo thậm chí căn nguyên của kiếm đạo cô cảm thấy chiến thần đủ sức đánh bại lữ thuần dương không Mộ Dung Nguyên rời ỏi, không thể, Thuần Dương nói, kiếm của Lữ Thuần Dương đã mạnh đến mức đó sao? Kiếm đạo không có giới hạn, tôi nghi ngờ thần kiếm của Lữ Thuần Dương đã trở lại trạng thái ban đầu, lĩnh mộ ra kiếm ý Thái Sơ rồi. Thái Sơ cũng có kiếm sao? Có, chính là kiếm của Thái Sơ đã mở ra thời đại hỗn độn mới có được vũ trụ hiện giờ. Cái gọi là Thái Cổ Tam Kiếm Đạo, thật chất cũng được biến hóa từ kiếm ý của Thái Sơ. Kiếm của Thiên Đạo cũng có thể được gọi là kiếm của Thái Sơ. Thuần quân nói, vậy kiếm của tạ lan thì được gọi là kiếm gì? Kiếm của đạo tổ vẫn nằm trong hỗn độn bản nguyên, vẫn chưa vượt qua khỏi phạm trù thái cổ tam kiếm. Nói như vậy, tạ lan cũng không phải là đối thủ của Lữ Thuần Dương. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, tôi không biết, Thuần Dương nói, Thuần quân không thể đưa ra đáp, bởi vì cô ấy không biết Lữ Thuần Dương đã nắm vững bao nhiêu kiếm ý thái sơ. Cuộc quyết đấu giữa thái cổ chiến thần và thái cổ kiếm thần, chấn động cả thần giới cho dù người quay lại không phải là thái cổ chiến thần thật sự chỉ là ảo ảnh ý chí của ông ấy nhưng cuộc quyết đấu này vẫn mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng thái cổ chiến thần là thần vương đời trước mà kiếm thần là người đứng đầu trong danh sách chọn lựa ứng cử viên trở thành thái cổ thần vương gương mặt thái cổ chiến thần không chút biểu cảm gì còn con người của lữ thuần dương càng lạnh như băng kiếm của cậu không hề kém hơn bất kỳ thần kiếm nào ở thần giới đâu thái cổ chiến thần nói tôi cũng nghĩ như vậy lữ thuần dương lạnh nhạt đáp Lời nói ngông cuồng ngạo mạn, nhưng không có ai bác bỏ nó, vì Lữ Thuần Dương quả thật có tư cách kiêu ngạo. Thanh kiếm tỏa áng rực rỡ cả màn trời, dự báo thời khắc huy hoàng của kiếm thần sắp tới gần. Chư thần đều nghĩ rằng, nếu như thiên đạo không diệt thế thì kiếm thần nhất định sẽ thay thế ta trở thành thần vương mới. Đáng tiếc thay, ta và kiếm thần vẫn luôn không có cơ hội giao đấu, hôm nay, hãy để cậu bù đắp lại phần hối tiếc này đi. Chiến thần bệ hạ, mời, thấy Lữ Thuần Dương muốn chiến thần ra tay trước, chúng thần kinh ngạc há hốc mồm không biết có bao nhiêu người âm thầm than thở, rốt cuộc kiếm thần đã mạnh đến mức nào rồi. Càng khiến họ bất ngờ hơn, chiến thần thậm chí còn không hề nhượng bộ, trực tiếp gọi ra bốn đại phân thần, dàn trận tiên thiên ngũ hành. Chương 1180, Thái Sơ Thần Kiếm 2. Trận tiên thiên ngũ hành của Mộ Dung Nguyên Duệ đủ khiến người ta kinh diễm, huy hoàng tráng lệ rồi, mà trận tiên thiên ngũ hành của Thái Cổ Chiến Thần còn mang uy lực đáng sợ hơn, một lập trận đã khiến trời đất quay cuồng. Trời đất hướng tây bị nhuộm trắng, hướng nam lại rực đỏ, tựa như ngọn lửa thiêu cháy đám mây mù. Sự sống phía đông bị rút cạn, đất đai sói mòn, phía bắc nổi trận cuồng phong, sóng thủy chiều cuồn cuộn táp vào bờ. Thái cổ chiến thần đứng giữa trời, vầng hào quang chiếu dọi khắp nơi, màn trời như hóa thành sắc vàng mơ mềm mại. Sau khi giàn trận xong xuôi, thái cổ chiến thần bắt đầu triệu hồi thần binh. Cảm nhận được lời kêu gọi của chiến thần, năm đội quân chiến thần đứng dưới mặt đất đồng loạt dơ cao binh khí, dõng giặc hét lớn chiến thần bất bại, chiến ý vĩnh hằng. Thái cổ thần kiếm âm thầm điều khiển thần nhiệm, cuối cùng hóa ra một hư ảo hình kiếm. Thanh kiếm này có tên là Bất bại, là vũ khí sát sườn của ông ấy trước đây, hôm nay tộc chiến thần ngưng kết ý chí đúc luyện ra thanh kiếm này để nó quay về vòng tay của chiến thần. Thái cổ chiến thần nắm chặt thanh Bất bại, ánh mắt sắc bén quét qua lưỡi kiếm, rồi nhắm thẳng lên người Lữ Thuần Dương. Ngày xưa, Thái cổ chiến thần dựa vào thanh kiếm này ngồi vào ngôi vị Thái cổ thần vương, nhưng hôm nay thanh kiếm đã không còn là thanh kiếm năm đó, cả người cũng đã thay đổi. Ông ấy chỉ là một ảo ảnh của thái cổ thần kiếm, mà thanh kiếm này cũng chỉ là vầng trăng hiện lên trên mặt nước thôi. Từ đầu, ông ấy đã biết mình không phải là đối thủ của Lữ Thuần Dương. Mà kết quả của trận chiến này sẽ khiến ông ấy mất đi vinh quang của ngày xưa. Nhưng mà, ông ấy vẫn quyết định dùng toàn lực ứng chiến, chỉ vì đổi lấy một cơ hội sống cho mộ dung nguyên duệ. Chiến thần hét to một tiếng, kiếm bất bại nhằm thẳng Lữ Thuần Dương. Một kiếm này, khí tức canh kim ở màn trời phía tây hóa thành thủy triều cuồn cuộn, đổ xô về hướng Lữ Thuần Dương. Mộ Dung Nguyên Duệ tuy rằng đã ngưng kết ra thần cách hoàn chỉnh, nhưng cô ấy vẫn chưa kế thừa kiếm tiên thiên ngũ hành, vì thế cô ấy không đủ sức phát huy uy lực của trận pháp lên đến mức cao nhất. Từ trước tới nay, chiến lực của thái cổ chiến thần đều bị hạ thấp. Nguyên nhân là vì không ai biết chiến thần, ngoài trận pháp tiên thiên ngũ hành, còn có một bộ kiếm pháp độc nhất vô nhị, đó là kiếm tiên thiên ngũ hành. Kiếm sĩ tuyệt thế là người tùy ý cầm bất kỳ cành cây nhánh cỏ nào cũng có thể làm kiếm, Điều mạnh nhất của kiếm tiên thiên ngũ hành là nó có thể biến tất cả khí tức ngũ hành hóa thành kiếm khí và dùng nó để triệu hồi bão kiếm. Trong trận chiến này, chiến thần không chỉ muốn tranh giành một cơ hội sống cho mộ dung nguyên duệ mà còn muốn truyền lại bộ kiếm pháp này cho cô ấy. Kiếm khí canh kim sắc bén như một lưỡi đao, mặc dù lữ thuần dương trời sinh có thiên phú về kiếm nhưng cũng không dám xem thường. Ông ta giơ kiếm chủ tể lên cao và xoay người, ngay lập tức ngưng tụ một luồng kiếm khí để chống lại kiếm khí canh kim của thái cổ chiến thần hai luồng kiếm khí va vào nhau xé nát cả bầu trời khoảng không vỡ vụn tạo ra tiếng nổ làm rung chuyển cả thái cổ thần giới sắc mặt của các vị thần đều tối sầm lại tất cả chỉ biết đứng ngơ ngác ngay tại chỗ không ai nghĩ rằng thái cổ chiến thần có thể giải phóng uy lực kiếm khí khủng khiếp như vậy dù bây giờ ông ấy chỉ là một hư ảnh điều bất ngờ hơn nữa là lữ thuần dương đã chặn đứng đòn đó chỉ bằng một nhát chém chiến thần đã mạnh nhưng mà kiếm thần còn lợi hại hơn sau khi đòn đánh bị Lữ Thuần Dương chặn lại, chiến thần liên tiếp tung ra thêm bốn nhát chém nữa. Mậu thổ, ất mộc, ly hỏa, ngưng thủy, đồng loạt đổ dồn về phía Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương cũng nhanh chóng chém ra bốn nhát, kết quả cuối cùng vẫn y hệt như lần đầu tiên, kiếm khí của ông ta hoàn toàn đánh bại đòn tấn công của chiến thần. Nếu như thái cổ chiến thần đích thân ra tay, thì ông ta tất nhiên không đủ sức chặn uy lực của đòn tấn công tiên thiên ngũ hành thật sự. Nhưng bây giờ chiến thần chỉ là một dư ảnh, không thể khống chế được uy lực to lớn như vậy cũng không đủ sức triệu hồi ra bão kiếm sau khi triệu hồi kiếm triều toàn bộ khí tức ngũ hành trong trận pháp tiên thiên thiên ngũ hành đều bị cạn kiệt bầu trời trở lại hình dáng ban đầu chiến thần đã dở hết mọi thủ đoạn nhưng mà lữ thuần dương vẫn chưa hề sức mẻ gì cả sau khi đánh bại bão kiếm của chiến thần kiếm khí của ông ta không tan biến mà hợp nhất và tụ lại thành một kiếm hải và giờ đây kiếm hải đang lơ lửng trên đỉnh đầu thái cổ chiến thần chiến thần bệ hạ ông thua rồi. Đối mặt với cái chết, vẻ mặt của thái cổ chiến thần vẫn điềm tĩnh như thường. Tuy nhiên, ngay khi cơ thể của ông hoàn toàn bị kiếm hải nhấn chìm, mộ dung nguyên duệ bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở dài xót xa của ông ấy. chương 1181, Ngũ Hành Kiếm Hải 1 Một vị thái cổ thần vương, cứ thế bị kiếm thần hạ gục. Mặc dù người ra trận không phải là chiến thần thật sự, nhưng chư thần có mặt ở đây đều biết rằng vinh quang thuộc riêng về chiến thần đã chấm dứt rồi tất cả chư thần đều quay đầu nhìn mộ dung nguyên duệ sau khi dư ảnh của chiến thần bị kiếm hải phá hủy thì cô ấy là người tiếp theo đối mặt với nó dù nét mặt mộ dung nguyên duệ vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt lại hiện rõ một nỗi buồn khó tả cô ấy hiểu tại sao chiến thần lại thở dài đến tận khi chiến thần bị nhấn chìm trong kiếm hải cô vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại bây giờ cô ấy vẫn không thể sử dụng nhãn thần hỗn độn đồng nghĩa với việc cô ấy đã thiếu mất một con át chủ bài quyết định chiến thắng trên bầu trời cao Mộ Dung Nguyên Duệ và Lữ Thuần Dương đang đứng đối diện nhau. Cuộc đời quả thật không lường trước được điều gì, Mộ Dung Tiên Tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lữ Thuần Dương nói, không ngờ kiếm thuật của ông đã tiến bộ đến mức này, lại còn lĩnh ngộ được kiếm ý của Thái Sơ. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, cô có thể nắm giữ uy lực của U Huỳnh Trúc Chiếu, mở ra nhãn thần hỗn độn. Lữ Thuần Dương, ông không thích hợp trở thành Thái Cổ Thần Vương. Thích hợp hay không ta không biết, ta chỉ biết tại thái cổ thần giới, kẻ mạnh mới có quyền được nói chuyện. Đã vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa, chiến đấu thôi. Nói xong, mộ dung nguyên duệ hiến tế kiếm u huỳnh, triệu hồi tứ đại phân thần. Trước trận chiến quyết định giữa thái cổ chiến thần và lữ thuần dương nổ ra, mộ dung nguyên duệ đã sớm kiệt sức. Bây giờ thì khác, cô ấy đã nắm vững bí quyết của tiên thiên ngũ hành kiếm, bão kiếm mà cô triệu hồi ra cũng không thua gì chiến thần. Mộ Dung Nguyên Duệ đã nhìn thấy sức mạnh thần kiếm của Lữ Thuần Dương, cô tự tin rằng mình có thể dùng bằng trận pháp tiên thiên ngũ hành giữ chân lữ thuần dương nhưng để giành chiến thắng là vô cùng khó khăn cho dù thuần quân âm thầm giúp đỡ thì kết quả vẫn chưa thể xác định được lữ thuần dương đứng ôm kiếm trong tay nét mặt nghiêm nghị trên môi còn mang theo nụ cười hiếm thấy tóc đen khoát lên áo trắng thanh tao danh kiếm phong lưu vẻ mặt của ông ta cực kỳ thoải mái rõ ràng ông ta đang hưởng thụ trận chiến này ngay từ lúc đánh quy khư Ông ta và Mộ Dung Nguyên Duệ sớm đã có xích mích vì tôi. Sau khi thời đại mạt pháp kết thúc, hai đạo nhân tiên cạnh tranh đấu đá, ông ta và Mộ Dung Nguyên Duệ cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung. Trận chiến Cự Long, ân oán càng chồng chất thêm, trận chiến côn lôn đã chính thức kết thành mối thù sâu như biển. Tuy nhiên, tất cả những chuyện bất bình này cộng lại cũng không bằng được thân phận chủ mẫu ma đạo của Mộ Dung Nguyên Duệ. Bởi vì, từ khi gặp nhau ở Đông Hải, tôi đã trở thành kẻ thù truyền kiếp của Lữ Thuần Dương trong tam giới, người mà ông ta muốn giết nhất chính là tôi. Mộ Dung Nguyên Duệ bắt đầu giàn trận và dùng kiếm u huỳnh thắp sáng năm phương trời. Sắc trời phía đông xanh lục, phía nam đỏ tươi, phía bắc nhuộm đen, phía tây trắng xóa, giữa trời vàng hoe. Tứ đại phân thân phối hợp với bổn tôn, lần nữa thiết lập trận tiên thiên ngũ hành. Trận pháp vừa thành, trời đất đã nổi rông. Mộ Dung Nguyên Duệ cầm kiếm u huỳnh, kiếm hướng tứ phía, khí tức ngũ hành ở thái cổ thần giới đều cảm ứng được và nhanh chóng đổ dồn nơi này cô ấy là chiến thần thực sự không phải hư ảnh sức mạnh của trận tiên thiên ngũ hành cũng mạnh trận pháp do hư ảnh chiến thần tạo ra khi mộ dung nguyên dạy hợp nhất thần vực ngũ phương với trận tiên thiên ngũ hành bầu trời lập tức bị chia thành năm khu vực khác nhau bầu trời ly hỏa bùng cháy dữ dội bầu trời ngưng thủy nổi lên sóng cuồn cuộn bầu trời ất mục xuất hiện những con rồng xanh nhảy múa điên cuồng bầu trời canh kim đao kiếm bay lượn và bầu trời mậu thổ hùng vĩ tráng lệ ngũ hành chư thiên pháp tướng đây chính là áo nghĩa mạnh nhất của đạo chiến thần sao. Lông ngờ có thể thi triển ngũ hành chư thần thiên tướng. Chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của chiến thần rồi. Hóa ra dù không có nhãn thần, cô ấy vẫn xứng đáng bước lên ngôi báu. Đáng tiếc thần giới chỉ có thể có một chủ nhân, mà vị này cũng chỉ có thể là kiếm thần. Mặc dù mộ dung nguyên duệ đã dùng đạo chiến trường hóa ra chư thiên thần tướng, nhưng chư thần vẫn tin rằng cô ấy chắc chắn sẽ thua trong trận chiến này. Bởi vì kiếm thần thật sự quá mạnh, kiếm hải dễ dàng chôn vùi hư ảnh của thái cổ chiến thần đời trước, nuốt chừng và hạ bệ thái cổ chiến thần, đã để lại một hình ảnh bất khả chiến bại trong trái tim của chư thần. Trận tiên thiên ngũ hành này nhìn có vẻ tráng lệ, nhưng họ tin rằng kiếm chủ tể của kiếm thần chắc chắn có khả năng xé nát bầu trời. Chỉ cần mộ dung nguyên duệ không thể sử dụng nhãn thần hỗn đột, trận chiến này cô ấy cầm chắc phần thua. Nhìn thấy mộ dung nguyên duệ sử dụng lại đòn đánh của chiến thần, vẻ mặt lữ thuần dương có chút nghiêm nghị, tất nhiên ông không ngờ rằng mộ dung nguyên duệ lại lợi hại đến vậy. Tuy nhiên, ông ta không quá hoảng loạn, sau hỗn độn mới có chư thiên và kiếm ý của ông ta đến từ thái sơ, tức là trước hỗn độn. Lữ Thuần Dương yên lặng tập trung tinh thần, Ngũ Hành Thiên Đáng để ông ta dùng toàn lực chiến đấu. Chương 1182, Ngũ Hành Kiếm Hải Khai. Cuối cùng, Ngũ Hành Thiên Pháp của Mộ Dung Nguyên Duệ diễn hóa và thành hình, đồng thời chĩa kiếm u huỳnh về phía nam, trong miệng nói, "Hoàng Hoàng liệt diễm, vì kiếm tạo ra biển." Vừa dứt câu, độ sáng của ánh sáng liệt hỏa ở phía nam tăng vọt và ngọn lửa rực cháy hóa thành kiếm khí cuồn cuộn vô số kiếm khí nhanh chóng tụ tập lại ngọn lửa cháy rực hóa thành hình kiếm lữ thuần dương nhìn chằm chằm bầu trời phía nam vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc hơn diệt mộ dung nguyên duệ hét lớn kiếm hải đổ rồn về phía lữ thuần dương đối mặt kiếm hải có sức công phá hủy diệt vạn vật lữ thuần dương không hề giơ kiếm ra chặn đòn mà trực tiếp mở ra lĩnh vực thần kiếm nếu ông ta không lĩnh ngộ được kiếm ý thái sơ chỉ có mỗi lĩnh vực thần kiếm sẽ không bao giờ có thể sánh được với kiếm hải của mộ dung nguyên duệ bởi vì trong kiếm hải có hai loại sức mạnh bổn nguyên một loại là thuộc về sức mạnh bổn nguyên của kiếm hai là thuộc về sức mạnh bổn nguyên của ngọn lửa nhưng với kiếm ý của thái sơ trường kiếm thần của lữ thuần dương đã được cải thiện lên khá nhiều kiếm khí vô tận tuôn ra phá tan hình kiếm đang cháy dữ dội kia khi hình kiếm biến mất chỉ còn lại ly hỏa lữ thuần dương hét lớn mãn đường hoa tam ngàn ví nhất kiếm xương hàn thập lục châu ông ta đã từng sử dụng chiêu này một lần khi đấu tay đôi với thủy hỏa và bây giờ chiêu thức thậm chí còn sắc bén và lợi hại hơn trước một trận bão tuyết thổi thẳng vào biển lửa vô tận dập tắt ngọn lửa ngay lập tức sau khi kiếm hải bị phá vỡ bầu trời ly hỏa bừng sáng trở lại thần vực ly hỏa của mộ dung nguyên duệ cũng bị phá hủy và phân thần ly hỏa của cô ấy cũng biến mất mặc dù lữ thuần dương đã phá hủy kiếm hải nhưng lĩnh vực kiếm thần của ông ta cũng có chút không ổn định thấy vậy mộ dung nguyên duệ hít một hơi chém ba nhát kiếm huyền minh kiếm hải ở phía bắc trọng hoa kiếm hải ở phía đông phục chu kiếm hải ở phía tây ba mảnh kiếm hải cùng lúc càn quét về phía lữ thuần dương mỗi kiếm hải đều mang theo sát khí hủy diệt trời đất huyền minh kiếm hải cực kỳ dày đặc có thể hấp thu vạn vật trọng hoa kiếm hải mạnh mẽ và dữ dợn xuyên qua bầu trời phục chu kiếm hải đáng sợ nhất đè bẹp mọi thứ trước đây thần kiếm lĩnh vực của lữ thuần dương đã bị hỏa kiếm hải phá vỡ bây giờ bị ba biển kiếm bao vây lập tức có dấu hiệu bị phá hủy vẻ mặt của lữ thuần dương nhanh chóng thay đổi ánh sáng kiếm chủ tể bùng nổ khi áp lực ngày càng tăng người của lữ thuần dương cũng tung ra đòn mạnh nhất của mình vào thời điểm lĩnh vực thần kiếm bị phá tan thành từng mảnh lữ thuần dương cầm kiếm bay lên cao đột phá vòng vây của ba biển kiếm và biến mất trong vòng trời lữ thuần dương biến mất các chư thần không thể dò ra vị trí của ông ta mộ dung nguyên dậy cao mày bởi vì cô ấy biết mình không có đánh lữ thuần dương bị thương ông ta nhất định sẽ quay lại lúc này trong ngũ hành thiên mà cô ấy hóa ra chỉ còn lại trung thiên mậu thổ thiên huyền hoàng kiếm hải của mậu thổ thiên không có sức mạnh giết chóc mà chỉ có sức mạnh phòng thủ nói cách khác cô ấy đã không còn đòn tấn công nào nữa khi lữ thuần dương trở lại cô ấy chỉ có thể phòng thủ chứ không thể giết chết kẻ thù chư thần đều biết rõ việc này và họ cũng biết rõ chiến thần đã sức cùng lực kiệt rồi Vẻ mặt nữ thần phục thù vô cùng buồn bã, nữ thần băng tuyết cũng thở dài, còn nữ thần tự nhiên thần thờ ngây ngốc tại chỗ. Thần hoang dã càng đau lòng hơn, nếu không vì ông ấy, mộ dung nguyên rể có thể dùng thần nhẫn hỗn độn lật ngược tình thế, nhưng hiện tại cô ấy đã mất đi con át chủ bài mạnh nhất và lợi hại nhất của mình. Đại quân ngũ tộc chiến thần đứng trên mặt đất càng đau khổ hơn, họ không thể giúp đỡ chiến thần mà chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước mắt cầu nguyện cho chiến thần. Trong trận chiến sinh tử giữa chiến thần và kiếm thần, Đừng nói là họ không có khả năng can thiệp, đến cả những vị thần khác cũng không có tư cách xen chân vào. Dù là thần kiếm lĩnh vực của Lữ Thuần Dương hay ngũ hành thiên của Mộ Dung Nguyên Duệ, đều vượt xa giới hạn mà các chư thần của Thái Cổ thần giới có thể chịu đựng được. Thời gian dần trôi qua, sự im lặng chết chóc bao trùm khắp thần giới, mọi người đang chờ đợi. Chờ đợi thời khắc kiếm thần quay trở lại và ra đòn tấn công. Chương 1183, Nhất kiếm vĩnh dạ 1. Mộ Dung Nguyên Duệ dùng hết mọi thủ đoạn chỉ còn lại mỗi huyền hoàng kiếm hải. Hỗn độn thần nhãn đóng chặt không mở, năng lượng lưỡng nghi đen trắng đang quay cuồng nhanh chóng nhưng đến cùng vẫn không thể mở rộng ra. Thần niệm cùng với khí tiên thiên ngũ hành dần dần mất đi, chiến giáp trúc chiếu trong tình trạng nát tươm, ánh sáng của thanh kiếm u huỳnh ngày một mờ nhạt. Mộ Dung Nguyên Duệ biết rằng chỉ với Huyền Hoàng Kiếm Hải thì không cách nào có thể ngăn cản được Thiên Ngoại Nhất Kiếm của Lữ Thuần Dương. Thắng đã làm sao, thua đã thế nào? hỗn độn thần nhãn của cô được ban tặng bởi hai đứa con trong bụng cô nhưng lúc này chính chúng đã khiến cô loạn đi tâm trí thực ra thì đây không phải lỗi của chúng chỉ là sát khí ở đây quá mạnh có quá nhiều người bị thương và chết đi vốn dĩ mang thai cũng cần yên tâm tịnh dưỡng nhưng cô lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vẫn chinh chiến sát phạt mọi người thường nói phá quân dũng cảm vô song nhưng màn thể hiện của mộ dung nguyên duệ ở trận thái cổ thần giới lại vượt trội hơn rất nhiều Cô xứng với danh hiệu chiến thần nhưng lại không phải là một người mẹ tốt. Tiếc thay, có nhiều thứ vốn không có sự lựa chọn. Thùy hỏa vì để đối kháng với thiên đạo mà lĩnh ngộ ý nghĩa sâu sắc nhất của tử thần, niết bàn chín lần và quên đi tất thảy, lại có phải là sự lựa chọn của chính bản thân cô. Mộ dung nguyên duệ không phải chỉ có một mình, cô còn có thuần quân. Thân là ma đạo chủ mẫu, cô biết rằng thuần quân sẽ bảo vệ an toàn cho cô bằng mọi giá, cho dù là không phải vì bản thân cô. Trong trận chiến quy khư, Thuần Quân đã mất đi kiếm thể, sau đó lại được tôi dùng Hỗn Độn kiếm khí đúc lại, sau khi đúc lại, Thuần Quân kế thừa cảm mộ của tôi về Thái Cổ Tam kiếm đạo. Cảm mộ được sức mạnh bản thân của kiếm, Thuần Quân của hiện giờ có thể chém ra Hỗn Độn kiếm hải, chỉ là không thể mở Thái Cổ kiếm vực. Có thể chém ra Hỗn kiếm hải đã là giới hạn của Thuần Quân, tôi từng nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ làm được điều này, bởi vì cô ấy không thể dung hợp ba kiếm thái cổ thành một bằng chính khả năng của mình. Tuy nhiên, sau khi được tôi đúc lại bằng Thái Cổ kiếm khí Thuần Quân đã làm được. Vậy nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng không thể mở được Thái Cổ Kiếm vực, bởi vì xét bản chất thì Thuần Quân mãi mãi chỉ là một thanh kiếm. Lữ Thuần Dương vì kiếm sinh ra, còn Thuần Quân sinh ra đã là kiếm. Kiếm đạo biến hóa muôn vàn không có giới hạn, nhưng kiếm lại đơn giản, đây định sẵn Thuần Quân vĩnh viễn không có khả năng tự mình tu hành kiếm đạo được. Bầu trời càng lúc càng tối, mây trôi lững lờ dần dần tụ lại. Mây đen đen như mực khiến người ta cảm thấy khó thở tâm trạng của mộ dung nguyên duệ từ buồn bã chán nản tội lỗi bất an cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại trốn tránh không nhất định sẽ tránh được và đối mặt không phải điều khó khăn nhất nghĩ đến những lời này khóe miệng cô hơi nhếch lên câu này là phương châm của tôi châm ngôn chỉ thuộc về tạ lan không liên quan gì đến ma đạo tổ sư mỗi khi trải qua khó khăn sinh tử tôi luôn dựa vào những lời này để động viên bản thân để tôi tiếp tục đi tiếp mà không hối tiếc hay sợ hãi và đối mặt với số mệnh của mình tạ lan em sẽ không bỏ cuộc vì anh vì bản thân em vì con cái chúng ta mộ dung nguyên duệ bình tĩnh lại nhắm mắt lại từ từ điều chỉnh hơi thở dù biết thời gian không còn đủ nhưng việc khôi phục thêm được phần nào sức mạnh cũng sẽ giúp cô có thêm sinh cơ mây đen dần dần bao phủ toàn bộ bầu trời đất trời tối đen như mực như thể đã rơi vào màn đêm vĩnh cửu không có ánh sáng ngay cả thần thái dương trói lọi cũng bị bóng tối bao vây lấy chư thần sợ hãi từ trên trời đáp xuống đất trong màn tối vô tận điều duy nhất có thể an ủi họ là mặt đất dưới chân họ vùng đất của thái cổ thần giới đã sinh sôi ra chúng thần chư thần trở lại mặt đất mộ dung nguyên duệ là người duy nhất còn lại trên bầu trời cô vẫn đang nhắm mắt điều chỉnh hơi thở thanh kiếm u huỳnh trong tay le lói phát sáng điều khiển một mảng huyền hoàng kiếm hải một kiếm đã mở ra màn đêm vĩnh cửu đây rốt cuộc là loại kiếm gì hỗn độn chưa được phán xét thiên địa chưa được phân chia chính là đêm tối vĩnh hằng kiếm ý của kiếm thần trước cả hỗn độn trước cả hỗn độn là thế nào? Thái sơ, thái sơ cũng có kiếm, có, trên mặt đất, chư thần im lặng giao tiếp, trên không trung, mộ dung nguyên duệ vẫn nhắm mắt thiền định, chẳng để tâm đến. Cô ấy dường như đã quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình, chuyên tâm đắm chìm trong thế giới huyền quan của mình. Khi Lữ Thuần Dương một kiếm mở ra đêm tối vĩnh hằng, mộ dung nguyên duệ đã nhận thấy huyền quan của mình có chút khác thường. Thế giới huyền quan của cô vốn rất rõ ràng, nhưng bây giờ lại mờ mịt, từ trong trẻo chuyển sang hỗn độn, Mọi thứ biến mất, linh cảm cũng bị chìm trong hỗn loạn. Chương 1184, Nhất kiếm vĩnh dạ 2. Với một trận chấn động lớn, toàn bộ thế giới huyền quan của Mộ Dung Nguyên Duệ sụp đổ, biến thành một khối năng lượng hỗn độn nguyên thủy. Huyền quan vẫn còn đó, nhưng mọi sự tồn tại đều đã bị phá hủy. Ngoại trừ cụm năng lượng hỗn độn nguyên thủy ra, huyền quan của cô chỉ còn lại khoảng hư không vô tận. Trong cơn nguy sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc, huyền quan của Mộ Dung Nguyên Duệ đã chọn cách tự hủy hóa thành năng lượng hỗn độn nguyên thủy. Vốn dĩ cô đã không đủ thần niệm, tuyệt không thể sử dụng sức mạnh của U Huỳnh Trúc Chiếu để biến hóa năng lượng hỗn độn nguyên thủy, chiếu rọi hỗn độn thần quang, nhưng giờ đây, cô đã tìm thấy một nguồn năng lượng mới. Ngay khi năng lượng hỗn độn nguyên thủy được tạo ra, lập tức xông đến Huyết Thần Đình, ngưng tụ tại hỗn độn thần nhãn của Mộ Dung Nguyên Duệ. Bóng tối càng ngày càng dày đặc, giống như muốn giam cầm toàn bộ thái cổ thần giới. Chư thần cũng như tướng sĩ thần tộc trên mặt đất, đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của ánh sáng ngay khi chư thần đang đoán xem khi nào bóng tối sẽ kết thúc thì một điểm sáng đột nhiên xuất hiện ở giữa bầu trời trong bóng tối vô tận ngay cả một đốm sáng có kích thước bằng hạt gạo cũng mang lại niềm hy vọng vô tận cho người ta càng bí bách càng khao khát ánh sáng điểm sáng rất nhỏ nhưng lại tỏa sáng rực rỡ sáng chói dần dần thắp sáng cả bầu trời đây là gì đây là kiếm kiếm đúng vậy đây là một chút kiếm quang được kiếm thần từ trong hư không vũ trụ ban phát ra xua tan bóng tối mang lại ánh sáng không ai có thể chống lại một thanh kiếm như vậy trước mặt nó huyền hoàng kiếm hải của chiến thần cũng chẳng đáng nhắc đến nói như vậy hôm nay chiến thần nhất định sẽ chết rồi đúng vậy nếu như lúc này chiến thần sử dụng cả hỗn độn thần quang thì đã thế nào không ai biết câu trả lời bởi vì không ai biết kiếm thần đã nắm bắt được bao nhiêu kiếm ý thái sơ một chút ánh kiếm từ hạt đậu nhỏ đến hàn tinh. Hàn tinh xuyên qua đêm tối, bên ngoài cửu thiên, Lữ Thuần Dương một kiếm đâm sang mộ dung nguyên duệ. Với ánh kiếm tuyệt đẹp này, bóng tối của thái cổ thần giới mở dần, hồi phục lại ánh sáng. Một kiếm mở ra màn đêm vĩnh cửu, một kiếm mang đến bình minh. Hỏi vũ trụ bao la, thăng trầm của kiếm chủ, không ai có thể chống đỡ một kiếm như vậy, thuần quân biết nếu cô còn không ra tay, mộ dung nguyên duệ nhất định sẽ chết dưới một kiếm này. Tuy nhiên, ngay khi cô chuẩn bị ngưng tụ hỗn độn kiếm hải để ngăn đỡ cho cái chết của mộ dung nguyên duệ, thì đột nhiên trong lòng cô nhận được luồng tin từ thần niệm truyền âm của mộ dung nguyên duệ. Đừng làm gì cả, lúc này không phải là lúc người cần ra tay. Thuần quân trong lòng bối rối, muốn tìm câu trả lời từ vẻ mặt của mộ dung nguyên duệ. Khi cô nhìn thấy hỗn độn thần nhãn trên huyệt thần đình của mộ dung nguyên duệ, cô lập tức hiểu ra tất cả. Mặc dù hỗn độn thần nhãn vẫn đang ở trạng thái đóng lại, nhưng năng lượng hỗn độn nguyên thủy vốn có trong đó đã bắt đầu dâng trào điên cuồng, lúc nào cũng có thể bộc phát. Ta có một kiếm, tên là Thái Sơ, bên ngoài cửu thiên, Lữ Thuần Dương nhả hơi lên tiếng, khí thế uy hùng lan rộng ngàn dặm. Cùng với giọng nói của ông ta vang lên, thiên ngoại nhất kiếm đã khóa chặt lấy khí tức của mộ dung nguyên duệ, ánh kiếm chiếu xuyên từ hư không vũ trụ lên mặt mộ dung nguyên duệ. Mỹ nhân như ngọc, kiếm khí hùng vĩ, mộ dung nguyên duệ vốn đã vô cùng xinh đẹp, bây giờ lại bị ánh kiếm chiếu giỏi, càng trở nên xinh đẹp đến nghẹt thở. Kiếm quang càng ngày càng gần, sát khí mang theo cũng càng ngày càng dày đặc. Phút chốc vạn dặm, hủy diệt thiên địa, mộ dung nguyên duệ hơi nheo mắt lại, đợi khi kiếm quang chỉ còn cách cô chăm trượng, cô dơ kiếm u huỳnh lên, sử dụng chỗ rửa cuối cùng của mình, huyền hoàng kiếm hải. Huyền hoàng kiếm hải rộng lớn và hùng vĩ, mậu thổ thuộc sức mạnh phòng ngự, huyền hoàng kiếm hải cũng là kiếm hải bảo vệ. Tuy nhiên, khi huyền hoàng kiếm hải hùng vĩ và rộng lớn gặp phải ánh kiếm của Lữ Thuần Dương, chỉ trong chốc lát, kiếm hải lập tức sụp đổ và phân tán. Trên bầu trời rơi xuống cơn mưa kiếm huyền hoàng, kiếm ý của Lữ Thuần Dương thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, huyền hoàng kiếm hải của mộ dung nguyên duệ lập tức bị xuyên thùng. Không có huyền hoàng kiếm hải, mộ dung nguyên duệ dứt khoát buông cả thanh kiếm u huỳnh. Quay đầu lên trời và nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Lữ Thuần Dương. Kiếm càng ngày càng gần, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, cuối cùng khi thanh kiếm của Lữ Thuần Dương chỉ còn cách mộ dung nguyên duệ năm trượng, mộ dung nguyên duệ lần nữa nhắm mắt lại. Năm trượng là khu vực cấm kỵ của thần, một khi bị ép tiến vào phạm vi năm trượng, mọi chuyện sẽ không còn cơ hội thay đổi. Thế nhưng, khi Lữ Thuần Dương chuẩn bị chĩa kiếm vào huyệt thần đình của mộ dung nguyên duệ thì mộ dung nguyên duệ đã mở ra hỗn độn thần nhãn. Chương 1185, Thương thế chiến thần 1. Hỗn độn thần quang quét sạch mọi thứ. Khi mộ dung nguyên duệ mở lại hỗn độn thần nhãn, chiếu dọi hỗn độn thần quang, chư thần ai nấy đều run rẩy. Tại thời điểm này, cuộc đọ sức mạnh nhất kể từ khi thái cổ thần giới ra đời đã bắt đầu. Kiếm ý thái sơ đối đầu với hỗn độn thần quang, ai mạnh ai yếu, không ai biết được, trong trận quyết chiến này, Lữ Thuần Dương đã tung ra chiêu kiếm mạnh mẽ và tự tin nhất trong đời ông ta, một kiếm mở ra đêm tối vĩnh hằng, một kiếm khai mở ánh sáng. Kiếm này được sinh ra giữa sự giao thoa đêm tối và bình minh, đảo ngược thời gian và không gian và điên đảo âm dương tam giới nhân gian chưa từng xuất hiện qua kiếm pháp như vậy mà trong tam giới thái cổ cũng chưa có ai làm được điều đó ngoại trừ thiên đạo theo truyền thuyết khi thiên đạo thanh trừng tam giới thái cổ đã từng sử dụng một dạng kiếm pháp như vậy để đối phó với song diện thần tính của thái cổ nguyệt thần dùng hắc ám để chấn áp nguyệt chi quang diện của thái cổ nguyệt thần lại dùng ánh sáng để soi dọi nguyệt chi ám diện của thái cổ nguyệt thần ngoài thiên đạo ra không ai có thể sử dụng những kiếm pháp như vậy nữa ngay cả ma đạo tổ sư người khiến tam giới phải kinh ngạc một phen, cũng không lĩnh ngộ được kiếm ý thái sơ. Tuy nhiên, Lữ Thuần Dương vì kiếm mà sinh ra, lại làm được điều đó. Ông ta thành tâm với kiếm, kiếm cũng không phụ lòng ông ta, cuối cùng dùng tâm huyết cả đời để đổi lấy kiếm thái sơ kinh thiên động địa. Khi Lữ Thuần Dương trở về từ cửu thiên, mộ dung nguyên duệ đã bị chư thần tuyên bố đã chết. Huyền hoàng kiếm hải tuyệt không thể cản được kiếm thái sơ, trận chiến này nhất định sẽ phân định sống chết, mà người sống sót chỉ có thể là kiếm thần Lữ Thuần Dương. Thế nhưng, điều chư thần không ngờ tới chính là, mộ dung nguyên duệ vốn đã cạn kiệt thần niệm, lại mở ra hỗn độn thần nhãn ở giữa chán vào thời khắc sinh tử, tỏa ra hỗn độn thần quang bao trùm mọi thứ. Đúng là Thái Sơ đã có trước hỗn độn, nhưng hỗn độn thần quang là điểm báo của sự thay đổi hậu thiên, nó chứa đựng năng lượng hủy diệt do sự tan giã của tiên thiên ngũ thái để lại, sức mạnh của nó không xếp dưới kiếm ý Thái Sơ. Kết quả thắng thua phụ thuộc vào việc Lữ Thuần Dương đã lĩnh hội được bao nhiêu kiếm ý Thái Sơ, Khả năng kiểm soát năng lượng hỗn độn nguyên thủy của Mộ Dung Nguyên Duệ đến mức nào? Thần nhãn như tia chớp, đen trắng giao nhau, u huỳnh trúc chiếu, dự âm bỏ dương, lưỡng nghi hợp nhất. Năng lượng hỗn độn nguyên thủy tỏa ra ánh sáng hủy diệt. Kiếm của Lữ Thuần Dương cũng đồng thời bùng phát kiếm quang mạnh nhất. Thần quang và kiếm quang va chạm vào nhau, bùng phát ra ánh sáng diệt thế mạnh mẽ nhất trong thái cổ thần giới. Chư thần nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng trong khi những chiến tướng vô tri của thần tộc lại bị ánh sáng diệt thế làm tổn thương đôi mắt bắt đầu chảy máu dưới ánh sáng trắng rực rỡ mọi sự tồn tại trở nên nhợt nhạt và yếu ớt thuần quân trực tiếp bị chiếu dọi trở về thân kiếm vốn có vội vàng quay người đi ngay cả cô cũng không thể chịu được sức mạnh hủy diệt của ánh sáng diệt thế tỏa ra lúc này trời đất mất đi màu sắc chỉ còn lại một màu trắng xóa chói mắt mộ dung nguyên duệ mở to đôi mắt đẹp đẽ đồng tử co lại thành một chấm đen nhỏ bị ánh sáng mạnh kích thích nước mắt không ngừng trào ra, chảy xuống gò má trắng nõn. Bộ giáp trúc chiếu bị hư hỏng phát ra âm thanh lắc sắc do bị kiếm khí thổi bay, các mảnh áo giáp thỉnh thoảng lại bay khỏi cơ thể cô. Trên vùng da lộ ra một lớp máu dày đặc, những hạt máu kết thành một mảng, nhuộm đỏ bộ giáp trúc chiếu, theo thanh kiếm u huỳnh trong tay cô rơi xuống đất. Lữ Thuần Dương lông mày dựng đứng, đôi mắt lạnh lùng nheo lại thành một đường mỏng, nhìn chằm chằm mộ dung nguyên duệ. Đạo bào phồng lên, mũ quan cài tóc bị đứt, tóc đen trên đầu bay nhảy điên cuồng thân thể mộ dung nguyên duệ không chịu nổi sát khí của kiếm thái sơ sinh lực nhanh chóng tiêu hao lữ thuần dương cũng bị hỗn độn thần quang gột rửa ông ta là kiếm thể tiên thiên bề ngoài trông còn nguyên vẹn nhưng khí huyết trong kinh mạch đã bị khuấy động không ngừng mức độ nguy hiểm cũng không thấp hơn mộ dung nguyên duệ là bao kiếm ý thái sơ cùng hỗn độn thần quang khó phân cao thấp sự cạnh tranh giữa hai người bây giờ chính là tốc độ thất thoát của sinh cơ ai mất hết sinh cơ trước thì người đó chết mộ dung nguyên duệ nghiến răng kiên trì máu chảy ra càng ngày càng nhiều đột nhiên trong lòng mộ dung nguyên duệ rung động có lẽ cảm nhận được cơn nguy kịch sống chết của người mẹ bào thai trong bụng bắt đầu chuyển động thai nhi vừa cử động tâm trí mộ dung nguyên duệ lập tức bị ảnh hưởng sức mạnh của hỗn độn thần quang giảm mạnh thấy vậy thuần quân quyết đoán ra tay trước đó để tránh khỏi sự sắc bén của hai luồng ánh sáng diệt thế thuần quân sau khi hiện thân ở hư không đã tạm thời tránh xa chiến trường Im lặng tập trung kiếm ý ở nơi cao của bầu trời, chờ đợi lời kêu gọi của Mộ Dung Nguyên Duệ. Lúc này, cảm nhận được thần niệm của Mộ Dung Nguyên Duệ không ổn định, cô lập tức triệu hồi dòng hình kiếm khí của Tam kiếm thái cổ, tạo thành Hỗn Độn kiếm hải. Hai tay chỉ vào thanh kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị và tập trung. Theo chuyển động của cô, dòng hình kiếm khí của ba thanh quỷ kiếm, thần kiếm và ma kiếm đều được phóng thích ra ngoài, hội tụ thành một dòng hồng lưu kiếm khí, rồi hòa vào nhau, cuối cùng tạo thành một mảng Hỗn Độn kiếm hải. Trong mắt cô chỉ có mộ dung nguyên duệ nên không hề phát sắc ra, còn có một đôi mắt khác từ trên trời cao đang nhìn chằm chằm vào cô, hoàn toàn sao chép mọi động tác của cô một cách hoàn hảo. Đây là một thanh niên toàn thân mặc đồ đen, tóc đen và mắt đen, khuôn mặt hoàn mỹ như một bức tượng đá, đôi mắt kiên định, tỏa ra ánh sáng của một thanh kiếm. Khi hỗn độn kiếm hải của thuần quân thành hình, trước mặt chàng trai trẻ cũng có một mảng như vậy. Chương 1186, Thương thế chiến thần hai hai hỗn độn kiếm hải gần như giống liệt nhau nhưng khí chất của chúng lại hoàn toàn khác biệt hỗn độn kiếm hải của thuần quân mang theo hào quang của đại đạo trong khi kiếm hải của chàng trai trẻ lại chưa đầy ánh sáng của tà khí sau khi kiếm hải hoàn thành thuần quân muốn ra tay giải cứu mộ dung nguyên duệ ngay khi cô hướng tầm mắt về phía lữ thuần dương chuẩn bị tuôn hỗn độn kiếm hải ra chàng trai trẻ đã ra tay trước mục tiêu của thuần quân là lữ thuần dương trong khi mục tiêu của chàng trai trẻ là kiếm hải trong tay cô ấy hai mảng kiếm hải đều cường đại và to lớn như nhau va chạm với nhau dòng hình kiếm khí vô tận tràn ngập bầu trời đối đấu lẫn nhau và đồng thời cũng bị nhấn chìm vào hư không chàng trai chặn đứng ý định giết người của thuần quân đứng trước mặt cô thuần quân đối thủ của ngươi là ta chàng trai trẻ nhìn thuần quân với một nụ cười thần bí nói ngươi là ai thuần quân vô cùng kinh ngạc lạnh lùng hỏi ngươi hẳn phải biết ta là ai dù sao trên thế giới này chỉ có ta là người duy nhất trên thế giới này mới thực sự là kẻ thù vận mệnh của ngươi ngươi là la hầu kiếm ma la hầu thuần quân ngạc nhiên hỏi đúng thế ta chính là la hầu nghe được người này thừa nhận thân phận của mình trong lòng thuần quân lại chấn động một phen trong lòng dâng lên một nỗi yêu thương vạn vật đều có hai mặt âm dương chỉ duy kiếm không phân âm dương kiếm tuy không phân biệt âm dương nhưng lại phân biệt chính tà kiếm linh là chính kiếm ma là tà Thuần Quân và La Hầu mới là kẻ thù trời sinh thực sự. Hiện giờ La Hầu đã xuất hiện, Thuần Quân biết dù có cố gắng hết sức cũng không thể can thiệp vào trận chiến giữa Mộ Dung Nguyên Duệ và Lữ Thuần Dương được nữa. Bởi vì La Hầu có thể lặp lại hoàn hảo mọi quỹ đạo hình kiếm khí của cô, đồng thời có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ của cô và khắc chế cô gai gắt. Nghĩ tới đây, khóe mắt Thuần Quân chảy nước mắt, cô không lo lắng về sự sống chết của mình, lý do khiến cô khóc là vì cô đã phụ đi thân phận đệ tử ma đạo của mình. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Nhưng cho dù thuần quân có cố gắng hết sức đến chết, cũng không thể bảo vệ được chủ mẫu, cũng không bảo vệ những đứa con trong bụng mộ dung nguyên duệ. Kiếm là thứ vô tình nhất trong thiên hạ, người có biết rằng, nước mắt là sự xúc phạm lớn nhất đối với kiếm. La Hầu lạnh lùng nói, ha ha, kiếm vô tình, thuần quân của ma đạo lại có tình. Chiến đấu đi, dẫu sao hôm nay không phải không phải ngươi chết thì ta chết. Nói xong, thuần quân trực tiếp hóa thân thành hỗn độn cự kiếm, chém về phía La Hầu mà sau khi la hầu lần lượt né nhanh vài đòn đồng thời cũng biến thành một thanh kiếm lớn màu đen chiến đấu với thuần quân trên nơi cao của bầu trời kiếm linh và kiếm ma mỗi người đều hóa thành dạng kiếm thể thuần túy nhất bên trên cửu thiên kiếm khí tung hoành mộ dung nguyên duệ mất đi lý trí sức mạnh của hỗn độn thần quang giảm mạnh sinh cơ trong cơ thể cũng tiêu hao nhanh chóng lên xuống bất định hỗn độn thần quang không còn khả năng cạnh tranh với lưới kiếm sắc bén của kiếm thái sơ chiến thần hành trình của ngươi đến với thái cổ thần giới kết thúc tại đây và ta sẽ lên ngôi vua lữ thuần dương một bên nghiêm nghị nói một bên điên cuồng giải phóng kiếm ý thái sơ lữ thuần dương người yêu kiếm đến cuồng si vốn đã rơi vào ma trướng nếu còn trở thành thần vương thì chính là tội nhân thiên cổ của chúng sinh nực cười ta vì kiếm mà sinh ra lại có tội gì lữ thuần dương cười lạnh hỏi nhìn thấy lữ thuần dương chấp mê bất ngộ mộ dung nguyên duệ thở dài một hơi ngưng tụ thần niệm thực hiện sự phản kháng cuối cùng. Cô hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nên dù biết mình sẽ chết dưới lưỡi kiếm của Lữ Thuần Dương, nhưng cô vẫn kiên trì đến cùng. Cuối cùng, ánh kiếm phá vỡ hỗn độn thần quang. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí nổ tung, thân thể mộ dung nguyên duệ trực tiếp bị kiếm khí đánh văng ra ngoài, toàn thân chảy máu, trong không khí rơi xuống một trận mưa máu. Mưa máu khắp không chung, khuôn mặt đau buồn của mộ dung nguyên duệ tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cô không đau buồn vì cái chết của chính mình, mà chỉ thương thay cặp con chưa chào đời trong bụng của mình. Số phận đã ban tặng chúng cho cô như một món quà, mà cô thậm chí còn không cho chúng cơ hội nhìn thấy thế giới này một lần. Lữ Thuần Dương không lợi dụng tình huống truy đuổi, mà treo lơ lửng trên không nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ từng chút một rơi xuống đất. Một kiếm này gần như đã hủy diệt toàn bộ sinh cơ của Mộ Dung Nguyên Duệ, giờ ông ta chỉ muốn nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ chết đi trong tuyệt vọng. Mộ Dung Nguyên Duệ ngã xuống đất như một chiếc lá khô rời cành. Mặt đất lạnh lẽo, bầu trời tối tăm vô định. Cô nghe thấy tiếng kêu khóc của tộc Chiến Thần, tiếng hò reo của tộc Kiếm Thần, cũng nghe thấy tiếng chiến đấu của Kiếm Linh và Kiếm Ma trên cửu thiên. Đột nhiên, một chút lạnh lạnh chạm trên má cô, cô mở đôi mắt mệt mỏi ra và thấy bầu trời tràn ngập những bông tuyết. Vào điểm cuối của sinh mệnh, cô không biết những bông tuyết có phải là do cô ảo tưởng hay không. Mãi cho đến khi cô nghe thấy một tiếng thét chứa đựng sự bi ai vô tận, thì mới nhận ra đây không phải là ảo giác. Nguyệt Lãnh Thiên Sơn, Hàn Giang Tự Bích, chỉ ảnh hưởng thủy khứ vạn trượng băng nhai tuyết liên hoa lạc phiến phiến như tinh vũ thính thùy lộ ế tiêu quản thập chỉ đài sinh lưu lạc suy tân khúc nhân ảnh phì xấu ngọc hiềm viên khuyết côn lôn thiên thu tuyết sao sao những đỉnh núi trùng điệp được ánh trăng soi dọi nước sông lạnh léo hiện lên màu xanh ngọc bích bóng dáng cô độc ấy đang đi về đâu những bông tuyết rơi xuống từ những vách đá cao chót vót như mưa sao băng ai đang tấu một bản nhạc buồn đã lâu rồi không cầm chiếc sáo trong tay, trong đêm cô đơn này chỉ có thể chơi bản nhạc như vậy. Xung quanh người người muôn vẻ, trên đầu trăng tròn trăng khuyết, thứ không thay đổi chỉ có lớp tuyết ngàn năm trên núi Côn Lôn. Tạ Lan, anh cuối cùng cũng tới rồi, chương 1187, bao nhiêu yêu hận. Tôi ngự không ngàn dặm, không hề dừng lại một giây phút nào, dù vậy, khi đến cạnh Nguyên Duệ, nhưng những gì tôi nhìn thấy chỉ là cảnh tượng đau lòng. Bao nhiêu yêu hận, bao nhiêu sống chết chỉ trong một khoảnh khắc tôi không thể tưởng tượng nếu mình đến muộn thêm một chút từ nay trở về sau sẽ trải qua như thế nào mộ dung vẫn là mộ dung trong lòng tôi khi tôi nhận thấy trong hư không vũ trụ thái cổ thần giới bị bóng tối bao phủ tôi biết rằng đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra bởi vì tôi biết mộ dung nguyên duệ sẽ chỉ mang đến ánh sáng cho thái cổ thần giới mà không bao giờ mở ra màn đêm vĩnh cửu ngoài cô ra chỉ có thể là lữ thuần dương không ai hiểu rõ sức mạnh của kiếm hơn tôi kiếm sinh ra khi âm dương gặp nhau giữa bình minh và màn đêm một thanh kiếm là ánh sáng thanh kia là bóng tối thậm chí thiên đạo còn nhờ một kiếm mà được bất tử vì vậy khi nhìn thấy thái cổ thần giới như vậy tôi biết rằng lữ thuần dương ra tay rồi một kiếm như vậy cho dù tôi đã ba kiếm hợp nhất cùng phải dùng hết sức để đỡ thắng thua không rõ nguyên duệ cô ấy tuyệt đối không phải đối thủ của kiếm này tôi đốt hết thần niệm chỉ để đến kịp chỗ nguyên duệ trước khi lữ thuần dương rút kiếm nhưng không gian quá xa Tốc độ tối thượng của côn lôn tuyết cũng không thể khiến tôi đi nhanh hơn trong chốc lát. Khi tôi chính thức bước vào không phận của thái cổ thần giới, màn đêm vĩnh cửu kết thúc cùng với ánh kiếm chói lóa. Lữ thuần dương rút kiếm ra rồi, mục tiêu chính là tình yêu của đời tôi. Tim tôi như bị một thanh kiếm này đâm thủng, đau đớn không kham nổi, những giọt nước mắt hối hận và tự trách mình lan dài trên khuôn mặt. Ánh kiếm này thật chói mắt, sức hủy diệt mà nó mang theo rất lớn mạnh và vô tận. Khi kiếm quang phát ra, tôi nhắm đôi mắt lại, nghĩ rằng bản thân sẽ nghe được tin nguyên duệ chết đi cô ấy hiện là ma đạo chủ mẫu một khi cô ấy chết cờ chiêu hồn sẽ có phản ứng tuy nhiên cờ chiêu hồn lại im lìm và nặng nề như cũ không có gì xảy ra sau đó tôi mở mắt ra nhìn thấy một tia sáng ẩn chứa sức hủy diệt vô tận ở giữa thái cổ thần giới chặn trước ánh kiếm của lữ thuần dương thứ mà lữ thuần dương chém ra chính là kiếm ý thái sơ có thể đỡ được kiếm quang của kiếm thái sơ tôi không biết được lai lịch Tôi tiếp tục bay không ngừng về phía Nguyên Duệ, chỉ mong rằng ánh sáng này sẽ không bao giờ tiêu tan, kiên trì tồn tại cho đến khi tôi đến bên người yêu của mình. Tuy nhiên, thái cổ thần giới có lãnh thổ minh mông, tôi chưa kịp đến được chiến trường, ánh sáng thuộc về mộ dung Nguyên Duệ đã bắt đầu mở đi. Ánh sáng mở đi có nghĩa là cái chết của Nguyên Duệ cũng sắp đến. Tôi dùng hết sức tăng tốc, truyền luồng thần niệm rồi rào đến mức côn lôn tuyết không thể chứa đựng được nữa, trực tiếp nổ tung hóa thành tuyết bay, cùng tôi quét sạch phần đất trời không gian này ngay lúc tuyết rơi đầy trời tôi nhìn thấy người phụ nữ thân yêu của mình bị thanh kiếm thái sơ đánh bay kiếm khí tuôn qua cơ thể mỏng manh của cô ấy máu từ không trung tuôn ra như mưa những bông tuyết cùng máu tươi rơi xuống giống như một trận mưa sao băng nguyên duệ từ trên trời rơi xuống như bông sen tuyết khô héo tuyết rơi vô tận che phủ đất trời những bông tuyết băng giá lãnh đạm không có một tia hơi ấm càng không thể thay thế được tôi làm ấm cơ thể người yêu nối cô độc lên đến cực điểm sự đau khổ cũng sắp ập đến tôi dường như đã nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa của nguyên duệ nhẹ nhàng trôi qua trong ký ức của mình không tôi không chấp nhận cái kết này khi nguyên duệ dùng hết chút sức lực cuối cùng vươn tay phải ra đón lấy bông tuyết tôi đến được bên cạnh cô ấy nắm lấy tay cô ấy bàn tay này lạnh quá cũng khiến người ta đau lòng làm sao tạ lan anh cuối cùng cũng tới rồi nguyên duệ nhìn tôi khóe môi mỉm cười ý cười nhàn nhạt, nhạt vì nụ cười nhàn nhạt, nhạt này đã tiêu hao hết sức lực của cô tôi muốn nắm lấy tay còn lại của cô ấy nhưng lại phát hiện ra tay cô ấy đang bảo vệ phần bụng dưới của mình sau nhiều lần chinh chiến cùng sát phạt áo giáp của cô đã bị xé toạc thành nhiều mảnh chỉ còn lại mảnh giáp ở phần bụng là gần như nguyên vẹn tôi biết cô ấy đang bảo vệ điều gì cô ấy đang bảo vệ đứa con của chúng tôi tạ lan thực xin lỗi em không chăm sóc tốt chúng vừa nói nước mắt nguyên duệ vừa tuôn ra tôi càng không thể nói được lời nào chứ đừng nói đến việc phải nói gì. Tôi bế cô ấy lên khỏi mặt đất, ôm cô ấy vào lòng, dùng tay lau nước mắt trên mặt cô ấy, điên cuồng truyền năng lượng sống vào cơ thể cô ấy. Tuy nhiên, cơ thể cô ấy không có phản ứng gì, dường như đã cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, mọi việc tôi làm đều vô ích. Tôi vô cùng sợ hãi, đặt tay lên huyệt thần đình của cô ấy, tách ra một tia thần niệm để cảm nhận những biến đổi trong cơ thể cô ấy, sau đó tôi phát hiện, thế giới huyền quan của cô ấy đã sụp đổ biến thành một khoảng không tối tăm tựa thể không bao giờ lấp đầy được. trong hư không tối tăm không có vật chất hay ánh sáng đây là hư không nguyên thủy nhất ngay cả xương mù hỗn độn cũng không có. chuyện gì đang xảy ra vậy? huyền quan của em đâu? tôi run rẩy hỏi cô ấy. không còn nữa. nhìn thấy sinh cơ của cô ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào tôi không dám hỏi thêm lời nào. tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng hôn lên đôi môi không còn sắc máu của cô ấy. Lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, tôi không muốn cô ấy rời xa tôi. Tôi là đứa con của vận mệnh và có đầy đủ sức mạnh của vận mệnh. Thế nhưng vận mệnh đã mang đến cho tôi điều gì? Nếu vận mệnh chỉ cho tôi sự ly biệt thì làm sao tôi có đủ dũng khí để quyết chiến với thiên đạo đây? Thiên đạo bất nhân, vận mệnh lại càng vô tình, vào lúc này, ý chí của tôi bắt đầu dao động. Nếu Nguyên Duệ cứ rời bỏ tôi như thế này, tôi nghĩ mình sẽ không ngần ngại gia nhập trận doanh của thiên đạo, đoạn tuyệt với vận mệnh bởi vì tôi thực sự không thể biết được sự khác biệt giữa thiên đạo và vận mệnh chẳng phải đều tàn nhẫn như nhau sao tôi ôm nguyên duệ dùng tay vuốt ve bụng cô ấy ở nơi đó tôi cảm thấy có sự chuyển động bất thường tôi không có kinh nghiệm làm cha trên thực tế từ khi nguyên duệ mang thai tôi chưa từng tiếp xúc thân thể với cô ấy nhưng dù như vậy tôi vẫn có thể đoán được chuyển động kỳ lạ này là gì cảm nhận được sự rung động của hai sinh mệnh nhỏ bé mọi oán hận trong lòng tôi lập tức biến mất thay vào đó là một cảm giác tội lỗi khó tả thay thế tôi đã phụ lòng nguyên duệ cũng phụ lòng hai đứa nó như cảm nhận được sự hiện diện của tôi cử động của thai nhi càng thường xuyên hơn tôi cố gắng truyền một luồng năng lượng sống vào bụng dưới của nguyên duệ sau đó tôi phát hiện ra nguồn lực đó đã được chúng hấp thụ ngay lập tức phát hiện này làm tôi ngạc nhiên muôn phần đến mức tôi liều mạng đưa năng lượng sống của mình vào bụng mộ dung nguyên duệ để chúng hấp thụ khi từng luồng năng lượng sống tràn vào cơ thể Nguyên Duệ dần dần tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Cùng lúc đó, miệng vết thương đang chảy máu của Nguyên Duệ bắt đầu thu nhỏ, vết thương bắt đầu lành lại. Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đáp Tam Xuân Huy sao. Tôi hiểu ra rồi, chúng hấp thụ năng lượng sống của tôi để khôi phục lại sự sống cho mẹ của chúng. Sao N tình cha mẹ dành cho con cái thật khó mà báo đáp hết được. Huyền quan của Nguyên Duệ bị phá hủy, thần hồn bị phân tách nên không thể tiếp nhận năng lượng sống của tôi, nhưng chúng thì có thể. Bởi vì chúng là máu thịt của tôi, bởi vì chúng tôi là một gia đình." Chư thần im lặng và theo dõi mọi chuyện đang xảy ra. Lữ Thuần Dương cũng im lặng, lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn tôi chữa trị cho Nguyên Duệ. Mặc dù ông ta không động đậy di chuyển nhưng tôi biết rằng ông ta đang ngưng tụ kiếm ý. Tôi cứu Nguyên Duệ nhất định sẽ phải trả giá rất đắt. Ông ta đang đợi thần niệm của tôi cạn kiệt, sinh cơ suy giảm, rồi mới giáng cho tôi một đòn chí mạng. Bởi vì từ đầu đến cuối, tôi mới chính là kẻ thù sinh tử thực sự của ông ta. chương 1188, trận chiến cược mạng. Tôi biết Lữ Thuần Dương đang ở một bên như hổ rình mồi, nhưng vẫn không ngừng truyền năng lượng sinh mệnh. Vết thương của Nguyên Duệ không thể trì hoãn được nữa, huyền quan của cô ấy đã bị phá hủy, nếu như tôi không thể khôi phục lại toàn bộ sinh cơ cho cô ấy, cô ấy có lẽ cả đời cũng sẽ không thể hồi phục được. Điều quan trọng nhất là chỉ có tôi mới có thể cứu được cô ấy. Năng lượng sinh mệnh là một thứ bí ẩn, không chỉ chứa đựng sinh cơ mãnh liệt còn chứa cả năng lượng thần niệm tựa như hồn năng tôi cho nguyên duệ bao nhiêu tôi sẽ mất bấy nhiêu nhưng tôi cam tâm tình nguyện trong sương mù nguyên duệ cảm nhận được điều gì đó thần thức vốn đã phân tách dần dần hợp nhất lại đôi mắt vô thần lại lóe lên một ánh sáng mới nhưng vẫn rất yếu ớt tạ lan có phải em đã chết rồi không cô nhìn chằm chằm vào gò má của tôi mơ màng hỏi không có anh ở đây em sẽ không sao thượng ra ngã dục giữ quân tướng chi trường mệnh vô suy kiệt sao sao hỡi trời ta nguyện cùng chàng yêu nhau duyên tình mãi không dứt tôi không biết nói lời tình cảm tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng tôi sẵn sàng dành phần đời còn lại của mình cho cô ấy sự cô đơn trong cuộc đời giống như những bông tuyết bay trên bầu trời đất trời minh mông bay khắp không gian tuy nhiên đợi khi băng tuyết tan chảy thì không còn dấu vết nào nữa sự sống cũng vậy thùy họa từng nói thứ tồn tại đều là ảo ảnh cả vĩnh hằng gì rồi cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt, vạn vật trên đời, muôn màu muôn vẻ, chỉ là lòng người đã bị che phủ đi. Tôi chưa bao giờ tin vào sự vĩnh hằng, trong mắt tôi sự vĩnh hằng cũng chỉ tồn tại trong phút chốc khoảnh khắc. Trước kẻ địch yếu hơn, nụ cười mê người của Thùy Họa với tôi mà nói chính là vĩnh hằng. Hàn hoang đại chiến giã tiên, Thùy Họa một đao bạc đầu, cũng là vĩnh hằng. Một đêm trăng tuyết ở Côn Lôn, ánh mắt khi mộ dung nguyên duệ trao cho tôi thanh kiếm vô danh cũng là vĩnh hằng khi ở đông hải quy khư hy sinh bản thân để đỡ kiếm cho tôi thứ để lại cho tôi chính là thân ảnh vĩnh hằng tôi trước giờ không bao giờ cầu xin sự vĩnh hằng có được một phút chốc linh hồn giao nhau cũng đã mãn nguyện nhưng hôm nay khi tôi ôm lấy một nguyên duệ mong manh cảm nhận được sinh mệnh của cô ấy dường như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào tôi chợt cảm thấy tràn đầy khao khát với sự vĩnh hằng tôi muốn ở bên cô ấy mãi mãi cho đến cuối cuộc đời cùng với nguồn năng lượng sinh mệnh vô tận được truyền vào người Nguyên Duệ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Đợi khi năng lượng sinh mệnh không thể hấp thụ thêm được nữa, tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống đất và đứng dậy. Chư thần đang vây quanh tôi, trước sự xuất hiện của tôi họ vô cùng ngạc nhiên, trên mặt hiện rõ sự nghi hoặc. Ta tức giận mà đến, kiếm ý hóa thành tuyết, bay đầy trời, ngay cả Lữ Thuần Dương cũng im lặng không nói gì trước sự xuất hiện của tôi, bọn họ càng không dám hỏi thêm gì. Lúc này nhìn thấy tôi đứng lên từ mặt đất, một nữ thần mặc đồ đen với khuôn mặt lạnh lùng mở miệng nói với tôi. Ngươi là ai, quỷ thần minh minh tự tư tự lượng, ma đạo tổ sư Tạ Lan. Ngươi chính là ma đạo tổ sư. Nữ thần kinh ngạc hỏi. Ngươi biết ta? Tôi hỏi. Chiến thần bệ hạ từng nhắc đến với ta về ma đạo tổ sư trong thiên hạ. Từ nay trở đi, ta sẽ khắc ghi tên của đạo tổ trong lòng. Nói xong, nữ thần áo đen bắt đầu chỉnh lại quần áo, quỳ một gối xuống hành đại lễ với tôi. Trong miệng nhẩm tướng lĩnh dưới trướng chiến thần phục thủ bái kiến ma đạo tổ sư. Ngay khi nữ thần mặc đồ đen quỳ xuống một nữ thần với khuôn mặt lạnh lùng mặc bộ y phục hoa sen trắng như tuyết bước tới bên cạnh cô. Quỳ bên cạnh cô ấy, hành lễ và nói, tướng dưới chướng chiến thần, băng tuyết bái kiến ma đạo tổ sư. Hai nữ thần cấp cao nhất trong liên minh chiến thần đột nhiên hành lễ với tôi, đều là lễ của vãn bối đệ tử, năm trưởng lão của tộc chiến thần nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất hiển nhiên, Nguyên Duệ không nói cho bọn họ biết về chuyện của ma đạo. Đúng ngay lúc này, nữ thần phục thù đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, đạo tổ là phu quân của chiến thần bệ hạ, sao còn không mau cúi đầu hành lễ. Khi nghe tin tôi là chồng của Nguyên Duệ, cả tộc chiến thần đều sửng sốt, tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Tôi ra hiệu cho họ đứng dậy, sau đó nói với họ rằng đã chiến thần không có gì đáng ngại, toàn tộc chiến tranh đều khóc vì sung sướng. Tạ Lan, người thật to gan, mà đạo ở nhân gian gây náo loạn còn chưa đủ sao, lẽ nào người còn định nhúng tay vào thái cổ thần giới. Nhìn thấy toàn tộc chiến thần hành lễ với tôi, lữ thuần dương trên không trung mắng tôi ma đạo sẽ không can thiệp vào cuộc chiến của thái cổ thần giới ta ở đây chỉ với một thân phận duy nhất người yêu của nguyên duệ ha ha ma đạo tổ sư đúng thật là nặng tình nặng nghĩa vì để cứu mộ dung nguyên duệ mà không ngại lãng phí hết thảy năng lượng sinh mệnh hôm nay ta nhất định phải xem xem sau khi ngươi cứu mộ dung nguyên duệ lấy gì để đánh với ta lữ thuần dương phát ra lời mời chiến đấu hiển nhiên ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận quyết chiến lúc này năng lượng sinh mệnh của tôi cũng không còn bao nhiêu mặc dù nhìn có vẻ bình thường không sao nhưng cũng đã không còn sức lực để triển khai thái cổ kiếm vực nếu muốn quyết chiến với ông ta chỉ có thể đối phó bằng kiếm nhưng sau khi thấy được sức mạnh của kiếm thái sơ của ông ta tôi biết rằng mình không có nửa phần cơ hội chiến thắng trên trời cao thuần quân và la hầu vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ quên đi tất cả căn bản là không có thời gian để giúp tôi dù ở góc độ nào đi nữa Tôi không có cơ hội chiến thắng trong trận quyết chiến này, khó thoát tử kiếp. Trước lời mời đấu trận quyết chiến của Lữ Thuần Dương, tôi từ từ bay lên, đối đầu với ông ta ở trên không trung. Lữ Thuần Dương, người không thích hợp làm Thái Cổ Thần Vương, lúc này dừng tay, ta vẫn xem ngươi như một thành viên trong đạo môn. Tôi không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Lữ Thuần Dương nói: "Tạ Lan, không ngờ ngươi tai vạ đến nơi vẫn còn dám nói ra những lời ngạo mãn như vậy. Ta thừa nhận, ở nhân gian ta không có cách nào đối phó với ngươi." nhưng nơi đây là thái cổ thần giới là nơi ngươi chôn xác ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta à tôi hỏi nếu như ngươi ở thời kỳ đỉnh cao có thể còn có mấy phần cơ hội đáng tiếc ngươi vì cứu mộ dung nguyên duệ mà hao phí gần như toàn bộ năng lượng sinh mệnh nhất định sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của ta nếu đã như vậy thì chiến đấu đi mối hận thù giữa ngươi và ta thực sự cần phải được giải quyết rồi tôi đáp lữ thuần dương nói đúng nếu chỉ là tranh tài kiếm đạo tôi của hiện tại quả thực không phải đối thủ của ông ta thậm chí trên tay tôi còn không có thanh kiếm nào dùng thuận tay cả côn luân tuyết đã vỡ thành từng mảnh tất cả kiếm ý trên bầu trời đều biến thành tuyết bay nhưng tôi vẫn có can đảm để chiến đấu vì tôi vẫn còn một con át chủ bài chưa dùng đến khám phá bí ẩn về thân thế của ma đạo tổ sư đã giúp tôi hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ sức mạnh vận mệnh tôi muốn thử xem sức mạnh vận mệnh có thể giúp tôi nghịch chuyển sinh tử thay đổi cục diện chiến đấu hay không tiếc thay khi đó tôi hoàn toàn không hiểu gì về vận mệnh, căn bản không biết rằng lấy thân phận vận mệnh chi tử đánh cược với Lữ Thuần Dương có ý nghĩa như thế nào. Và khi tôi nhận ra điều này, tôi đã phạm một sai lầm rất lớn. Chương 1189, nghịch chuyển thời không. Vận mệnh là gì? Mệnh là định số của một đời người, từ khi sinh ra đã được định trước, mà vận chính là biến số, ám chỉ sự biến hóa của thời gian và không gian. Cái gọi là vận mệnh chính là dùng để chỉ quy luật vận hành biến hóa của sinh mệnh. Vận mệnh tượng trưng cho quá khứ không thể thay đổi và tương lai không thể đoán trước, giống như một đường thẳng kéo dài xuyên qua thời gian và không gian. Khởi đầu là một con đường bắt buộc phải đi, con đường này núi liền vô số ngã nhỏ, chọn bất kỳ ngã nào trong số đó, số phận của chúng ta đã được định sẵn, mỗi khi đứng trước một ngã rẽ, số phận cũng sẽ thay đổi theo lựa chọn của chúng ta. Vận mệnh có thể thay đổi, lại cũng không thể thay đổi, mấu chốt nằm ở cách đưa ra lựa chọn. Năm xưa nếu tôi không cùng Liễu Hà Sầu đi vớt xác, vậy thì sẽ không quen biết thủy hỏa, cũng sẽ không có sát phá lang tam phương tứ chính của sau này, mà tôi cũng sẽ không trở thành ma đạo tổ sư. Tôi sẽ trải qua cuộc sống của một người bình thường, kết hôn sinh con, sống một đời bình phàm. Mà lúc tôi đưa ra lựa chọn ấy, vận mệnh đã dẫn tôi đi tới một con đường khác hẳn với người bình thường. Thế nhưng không phải bất kỳ ai cũng có quyền đưa ra lựa chọn, bởi vì số mệnh của mỗi một người không giống nhau. Lấy anh trai của tôi làm ví dụ, nếu như khi xưa người đi vớt xác cùng liễu hà sầu là anh ấy, bất kể thế nào đi nữa thì anh ấy cũng không thể từ một người bình thường trở thành ma đạo tổ sư được. Bởi vì anh ấy không gánh trên vai số mệnh trở thành ma đạo tổ sư, cho dù vận mệnh của anh ấy có xuất hiện bao nhiêu biến số đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ không bước trên con đường ma đạo tổ sư này. Vận mệnh mơ hồ khó hiểu, tồn tại trong bóng tối, ngay cả thiên đạo cũng không thể đoán được. Trước đây tôi cũng chẳng hiểu biết gì về số mệnh, thế nhưng sau khi tôi và ma đạo tổ sư trải qua mệnh số luân hồi trong suốt 3.000 năm, dần dần tôi đã lĩnh ngộ được mối quan hệ giữa vận mệnh và thời không. tôi và ông ấy vốn là người cùng một mệnh, thế nhưng không phải cùng một người, mà nguyên nhân của việc này hoàn toàn là do sự ảnh hưởng của thời gian và không gian đối với vận mệnh. ba nghìn năm trước, mà đạo tổ sư chỉ có thể là tạ mặt lăng, mà tạ lan tôi đây nhất định phải đợi ba nghìn năm sau mới ra đời. vận mệnh không thể chạm tới cũng không thể điều khiển, thế nhưng lại bị trói buộc bởi sức mạnh của thời gian và không gian. tất cả mọi sự thay đổi phải diễn ra trong khoảng thời gian và không gian nhất định. Vì vậy, điều tôi muốn làm bây giờ là sử dụng sức mạnh vận mệnh để nghịch chuyển không gian trong cuộc quyết chiến với Lữ Thuần Dương, cưỡng chế viết lại quỹ đạo vận mệnh của chính mình. Trong trận chiến ở Quy Khư năm xưa, Thanh Đế đã từng dùng một tấc thời gian, một để giúp Thùy Hòa hồi phục vòng xoáy hư không bị tổn thương, vì vậy mà tiêu hao gần như toàn bộ thảo nguyên của mình. Một một tấc thời gian, chỉ một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Mà việc tôi muốn làm giờ đây so với một tấc thời gian khi xưa còn nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì thanh đế chỉ gây ảnh hưởng đến quá trình biến hóa của vòng xoáy hư không, mà thứ tôi muốn thay đổi lại chính là thời gian và không gian. Tôi bắt buộc phải trở về trạng thái trước khi trị thương cho mộ dung nguyên duệ, chỉ khi thần niệm rồi rào sinh cơ cuồn cuộn tôi mới có khả năng đánh bại được lữ thuần dương. Thứ mà tôi tiêu hao không phải thọ nguyên, mà là sức mạnh tinh thuần của vận mệnh. Sức mạnh vận mệnh vốn được tôi dùng để đối phó với thủ đoạn ghê gớm của thiên đạo, mà bản thân tôi chính là mắt xích không thể thiếu nhất trong chuỗi xiềng xích trói buộc lấy thiên đạo.